58 triệu chuyển rồi luôn ha. Bên này có bàn xèo nữa nha. Hello. Alo, alo. Ừ. Mình xoay xoay à. Đi bạn xinh đẹp ơi. Xung quanh mình như là sáu mâm xeo như vậy, đẹp lung linh cành đào luôn nha. Nhất cái nách đó bạn nào mà này. Ê, nó nghe là máy tính với cần tao đâu trơn mày. Nó xong nghe kêu mẫu ghi chi tiết cái đó ra là gì rồi giao. Giao cho mâm. Dạ. À. Ờ vậy thôi, nhìn nó muốn chữ của em đi. Một chữ thôi, chứ chữ nhiều chữ quá bị gói. Alo. Hello. À, Zilo Moto. Đó là nhiều đồ đẹp, không biết like cái gì luôn. Thật sự là không biết like cái gì. Rồi cái căn đâu, máy tính đâu em ơi. Dạ, em chào chị Thanh Nga Lâm, chào tình yêu qua Châu Quỳnh. Chào chị Nguyên Cao, chào chị Lê Hiền, chào tình yêu Trần Quỳnh Như, chào Tráng Anh. Dạ, chào ông Nguyễn Quỳnh. Hello mấy bà yêu. Ý cực đẹp nha. Siêu đẹp luôn tôi đó. Nè, đầu like tặng liền cho một cái này cho nó thơm ngon bộ giường. Xe 1 triệu. nó lên là lên, nhưng mấy chị lên là lên là lên. Mặt mấy đất mặt nạ hay bóng. 8 triệu rơi. 8 triệu rơi, cầm dây hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ok bạn yêu. Ồ, dây màu trắng không. Tối nay kiểm sổ mai cho trong đồ đi con. 8 triệu rưỡi xe 1 triệu. Dạ em cảm ơn chế. Nữa 3, 5, 7 là kiểm sổ lẻ nha. 4, 6 chủ nhật là kiểm online. Thứ hai về sớm. Ở dưới mâm này mẫu ơi, nhiều nét chữ quá, một nét chữ thôi. Một em, hai là con viên đi kiểm chéo nhau này. Thí dụ đứa này ghi thì đứa kia ký. Nhiều nét quá không biết được à. Rồi mấy chị đi số 10, 11, 12, 13. Thỏng ơi, sao mày không làm việc mà lên đây comment với Thỏng? Không, không, mày giỏi Thỏng khách hàng chứ mày Thỏng kia. Không phải, không phải. Rồi em xem cho 1 triệu gan, 8 triệu rồi. Chu cha mà ơi, tưởng đâu Thỏng nó nhớt tôi gì, nó lên nó comment tôi mà. Mày là, à, đó tên Facebook là Thơm Thơm. Tưởng nó là single mom không bà ơi, tưởng nó có đứa không nít. Nè, xem cho 1 triệu nhắn bông mai nữ hoàng cao cấp nhất nha, đi 18 không được. À, buổi tối xe Italy mà nó nghe nè. Gần cả chục mâm y chang gì không. Đẹp dữ lắm. Lẹ đi mấy ba. Ờ cảm ơn tình yêu Minh Ánh Lê. Hồi ơi hồi ơi. Chỉ còn Minh kìa, chị Minh Ánh Lê này. Em vừa bụng lắm nghe. Chị nhận được chiếc nhẫn rồi. Đẹp lắm em nha. Cảm ơn chế. Rồi 8 triệu rưỡi xe 1 triệu nè. Ôi 1 triệu gam mà ế chạy bà đi làm đâu rồi chạy chết bà ơi. Nó nghe nè, tối mấy chị đi chơi cho người ta đi ngủ nha. Không không like, chốt like là đi chơi à. Bác chị em nghe mà ế quê nha. Này số 9, số 10, số 11, số 12. Xe 1 triệu nha, 8 triệu rưỡi. Nè, cặt tia nè, vô nhanh nè. 1 triệu 6, xe cho 1 triệu 399 nè. Đẹp cực kỳ tuyệt vời, không bàn luận nhiều. Ni 48, 49, 50 đeo dừa. Dạ, chứ nhận đi ai ghét ta. Ở ông Ngô là em đi, em nghỉ đó. Nãy em điện thoại cho chồng em về. Hồi chiều em gây em dãy quá, cái chồng em chạy về. Rồi giờ cái em bỏ chồng em nằm như cho dắt ở nhà vậy đó. Rồi em đi lại với mấy chị dĩ với em á. Vậy đó rồi, ok cho Thu Anh, cảm ơn cho Thu Anh. Tặng chị nụ hôn à. Rồi 8 triệu 500, ok chúc đơn. Dòng tay 48, 49. Em xe cho 1 triệu 4. Chúc đơn dùm em 17 triệu 600 ngàn. Ô chu cha mà ơi, mấy chị đầu hiệu lòng trong giấc lòng luôn. À ok em đẹp. Ờ à, nhà này tôi muốn người của anh tao đẹp à. 17 triệu 600 mấy bà. Còn ít người. Còn ít người mà không mua trên thì mới chết chứ vụ gì đó. Ít người mà cái app nó chỉnh cho trắng, mấy em trắng gì đâu. Rồi em chốt cho 1399. Chị ơi em lấy màu hồng à. Đây nè, trời đẹp trai nè, 17 triệu 600. Thôi bữa nay chị Thu Quanh bất cười bất cưng em vô chạy chạy. Chị gặp em nghe đừng chút vui tội nghiệp tôi nghe chạy phạt. Ủa em à. Thôi em nghỉ. Đồ em đẹp như vậy.
Đây em kể mấy chị nè, đẹp như vậy mà em sale của bà hết. Một mâm 30 lượng, 20 lượng lên đây trước mặt là 5 mâm. Trong tủ nó 5 mâm nữa. Like mấy bà 300 lượng mà bà hờ hững quá rồi thôi. Đây nè, đây nè. À, mấy bà chọc em nổi nóng lên em khoe vàng quá bà coi nè. Đây nè mấy bà ô. Rồi kêu người ta. Đây nè, bữa nay có banh sale nữa nè. 10 chiếc banh trắng tươi. Đầu sale 7D. Thị trường có tôi đền đó. Tôi đền mấy bà luôn. À, đồ sale nhà tôi là nó giờ nhìn nè, nó đẹp như nè đó. Ở đâu ra mà đồ lỗi đồ đen nè đó. Trời ơi đó. Thấy chưa? Bữa nay có quá LV mà sale nữa nè. Trời ơi thôi thôi mà không mua đi ngủ. Tắt. Bye bye mấy chị nha. Bye bye. Rồi ok vậy mua chơi mua phải không? Rồi 17.600.000 thu quanh đó. Rồi em có cái lắc màu đen nè. Best seller luôn mà em thị trường 1.900.000, 1.800.000. Em chốt luôn cho giá yêu thương đông đầy 1.450.000. Gì vậy bà? Bà không mua bà ơi, bà không mua. Vinh tính cho em cái nhẫn sòn 57 á. Cô chịu á con. Cô tao chịu đó, cô chị Hồng Trang. Mày đừng có nói gì tới hết á, mày đừng có chụp hình vô nghe. Tao chịu đó. Chốt giùm em 8.000.000. Đẹp xuất sắc giùm em trên một cái lắc LV màu đen à, đá chính liên phân luôn. Mà em sell giá 1.450.000. Rồi chốt đơn giùm em 8.000.000. 1, 4, 5, 10. Ok bạn yêu Phương Liêu. 8.000.000 nha Phương Liêu ơi. Rồi cho xin 3.000.000 ăn cơm chuyển liền. Em xin giới thiệu với mấy chị, em có một cái dòng Bandora à, LG ni tay 48, 50, 52, 53, 54. Hôm nay dòng ban này trên tất cả đất nước Việt Nam bán 18, 50, 19. Em chốt cho mấy chị giá quá tuyệt vời luôn. 1.399.000 một gam ban mềm. Đẹp 100%. Rồi chốt 1684 chút 1399. Cái này không dưới 30.000.000 năng sale 23.600.000 nha mấy bà. 23.600.000. Ok bà đi du lịch rồi hả? Mà ơi nè đó. Đẹp xuất sắc nè, cho mấy bà coi gần luôn em nè, đó. Omeli. À 236 mấy chị đừng dùng đơn được không? Dùng đơn lâu lâu cứ bắt đầu làm deal lâu là mấy chị dãy ha. Đó. 236. Đang cắt nhà rồi có mấy cái áo mặc rồi cho nên là không có nhả dí quần áo gì được hết trơn, đang ở chuồng luôn á. Thông cảm giùm đi. Rồi chúc đơn em hết 236 chúc cho ai rồi. Ai được đọc đơn, ai được đọc tên là có đơn rồi đó. Mua nhanh để hôm nay em chăm bán lẻ một cái nghe, là không có đồ đâu mà sale cho mấy chị đâu. Dây Gucci nè à, VIP luôn em, đỉnh của chớp luôn em nè. Chốt cho vào 1.450.000 thôi. 1.450. 1.450.000. Rồi chốt luôn nha mẹ, này là 3.810.000. Quá dễ thương con chị. 3810. Nó cô chuyển cọc đi con. Bỏ mày bơm tao dữ lắm hồi trưa này, bơm tao một gỗ hồi trưa nói chuyện mày nữa nha. Ở dưới tủ kìa. Một gỗ trình hành mấy chị ơi. Chốt biết được nhiêu mà bơm 50 lượng. Không biết các bạn mua em được nhiêu, nó lên đơn được nhiêu. Nó trả em 50 lượng. 3810 em hận nó. Rồi chốt đơn giùm em 3810. Đây nè em lên cho dây 9D mà em vẫn sale nè. Thị trường bây giờ là đứt đoạn đùi luôn à, dây 9D sẵn chân làm em lấp la lấp lánh chưa. Đẹp hơn đồ mới luôn. Tại mấy bà điệu lắm cha ơi. Mấy bà cái này, mấy bà quỷ của dữ lắm. Mấy bà thích là mấy bà chơi à, à cuộc sống có là bao. Thích là chơi. À, muốn là bập lèn. Rồi chút đây em 4.5 tấc. Dây chuyền 9D giùm em 1.650.000. Em chốt cho bà luôn giá 1.399. Ô mê lý 26.000.000. Đẹp xuất sắc luôn em dây này. Chỗ khác không có cái ánh sáng này. Không có ánh sáng à, xả dòng hôm qua lỗ mà tao muốn mất tiêu rồi. Đâu xả được đâu chị Quanh Nguyễn. 17.600.000 cô kia chuyển cho con. Cô tôi Quanh chuyển chưa. Cô vô mánh hai cái 26.9D hồng gắm bùi. Mùa này giá vàng này giá đô này mà mua 1.399 mà mua đẹp đồ ly minh tịch không. Ok hết. Em có một cái mặt thương hiệu éo lợ gì luôn vui tươi, nói nôm na là đẹp con hột sòn, uy tín 100%, không bao giờ gạt cẩm, không bao giờ lừa gạt, không bao giờ dối trá. Xe cho 1.1 triệu không đụng hàng luôn. Hello đẹp trai.
Đây mẹ, đây qua đây nè mẹ, mẹ tắt cái filter cho con nghe. Đợi mẹ chút. Đợi mẹ chút xíu, đợi mình da thôi, đây mẹ tắt má hồng cho nè. Đó. Đó, thấy chưa? Thấy mẹ, thừa cưng con không? Vô livestream luôn đi. Tôi background thì tôi đen gì? Đó, đẹp chưa? Cho bữa nay để cái máy xúc kỳ á. Trời ơi, máy xúc chịu hoặc quẳng gì? Đây 6 triệu 2. À, xuất sắc giùm em chưa, sale cho 1 triệu 1, đẹp lắm nè mẹ. Con mấy con đi, con mấy con mua về. Trời ơi, 6 triệu 2 được cái đẹp trai. Rồi, 1 triệu 1 được cái đẹp trai thôi. Rồi ok trà mi. À, ồ nó đẹp. Ồ chiếc nhẫn này quéo cái tay luôn, sale cho 1 triệu 1. Một cái nhẫn halo bông mai 6 triệu 2 em hết. Ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13. Em nha, con ruột em nói mấy em phải con rẻ đâu nha. Con em á 5, 9, 6, 10. Dạ sắp cưới vợ rồi mấy chị ơi, mà chưa có muốn vợ lắm. Em sắp cưới cho nó thôi chứ nó chưa muốn lắm. Nè, em sale cho 1 triệu 1, 5 triệu 960, đẹp. Dạ con em có đẹp chơi Dũng em. Nó xinh, nó chị nó xinh giống em đó. Đây em có cái này. Cái này Italy không trời, sao thấy mọc mẹo chơi giống không? Bé đẹp, bắn phổ chị cái này coi. Rồi 5, 5, 9, 6, 10 ai đây? Em chốt cho chị Thúy Trương 5, 9, 6. Rồi đó mấy bà vô mua mà em đi, em bỏ chồng ở nhà, tội nghiệp chồng em lắm mấy chị. Chồng hỏi tự nhiên về nằm bỏ lăn lóc như mà. Nè 9D tiếp tục nè, welcome, welcome, welcome to Dixon. Không biết là gì luôn. Rồi dây 9D phom nhỏ 4 tắc 2, dây này em cắt được chứ không nói được. Cắt được chứ không nói được, dùm em 11 gram 55. Em chốt cho giá 1 triệu 399 ngàn. Màng ơi 16 triệu 160. 16 triệu 160. Đây mấy chị, đẹp xuất sắc luôn. Em chốt cho 1499 với cái dòng ban LG này. À, em không nhớ lại gì, bà thông cảm giùm tôi, bà chốt gì chị chốt bữa nào là chị sẽ xả bữa đó nghe, đổi mẫu bữa đó chị đổi mẫu hàng khác lỗ 5%. Mà cái mã dòng 16-7 hồi nãy chị quanh báo mua rồi, chị đợi chốt qua mã khác rồi chị đổi chị lỗ 5% giùm em nha. 10 triệu có 500 ngàn, à coi như tặng em nuôi lính nha. Đó rồi đẹp luôn em hết. Ôi mấy chị đẹp xuất sắc, LG đẹp mê ly luôn em, bông ghép. Em chốt cho giá 1 triệu 299. Rồi em chốt cho mấy chị ni tai 49-50-51. Rồi mặt này đẹp chưa, 19-5 26 chốt được, em sale còn 19-5 dòng banh mềm. Quá đẹp mấy chị, quá đẹp, quá xuất sắc. Không có cần trang bọng gì đâu nha. Nhanh là em có một cái lắc con bướm nữ hoàng, bây giờ trên giá 1 triệu 8 rồi cả nhà. Em chốt cái ban Luxury này cho mấy chị toàn ten tăng đưa, màu của nó trắng tiết. Em bao với mấy chị đồ, em like với mấy chị hôm nay tất cả là bạch tiết ở lại ngủ luôn nha. Dạ, yeah. Bây giờ cho có kem trộn lên ngôi thôi, lã này trắng như kem trộn vậy đó. Rồi em chốt tiền hồng ảnh 19-5 1-9-5 00. Rồi, cho biêu cọc đi mấy chị. Cho biêu cọc đi nghe, đừng có chốt bằng miệng được, có chốt có tiền mới được money. 5 phút cho em tiền đi. 38 triệu sale còn 29.3. 54 đeo vừa luôn, cái gì thêm tăng đưa toàn ten chị đẹp ơi, còn không thì để sao cho Ngân Khanh Nguyễn. Hồng Ánh ơi, cái đó nó có gì chị thêm toàn ten tăng đưa như một cái trang ở ngoài. Tầm 5-6 trang giùm em ha. Rồi em chốt cho cái lắc này quá xuất sắc mấy chị, 29.300.000. Pandora bướm vanlit cực kỳ đẹp VIP luôn. 38 mới chốt được. Mấy ngày trước em like 36 38 triệu đó mấy chị nhớ không? Mà em bị bơm. Rồi bữa nay là còn bữa hổng em like tới 1650. Mà cái này đẹp hơn 1650 luôn, nó trắng hơn, nó lung linh cành đào hơn nha. Nó có một nghịch lý như vậy đó. Túi trong siêu mà lại xấu hơn túi xài lướt luôn. Đó, ok la chưa? Rồi chốt 1499 em hết rồi. Em còn đây nhiều với bà lắm, với bà mấy là ngày mai. Ngày mai là em phải rồi đó. Ngày mai tới ngày em chăm bán lẻ rồi đó. Em không có thời gian với bà đâu nè. Đẹp xuất sắc chưa? Caro trái tim chưa? Không có thể nào mà tưởng tượng được con dây này nó đẹp gì luôn.
nha. 1718 em chốt 1450, 4 tắc 2. 4 tắc 2. Vòng 3 con chốt tình yêu Khánh Ngân Nguyễn. 19.500. Khánh Ngân Nguyễn cái dòng nó rất là xinh chị, bỏ lỡ tiếc cực kỳ, 26 năm mới chốt được. Rồi 4 tắc 2 giùm em 1450. 14.930. Anh cần gì con ơi? Dạ dạ, Mai Liên qua làm đồ cho anh con ơi. 14.930 giùm em. Ủa, đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Đó, mê ly lắm. Cọc dây này bỏ lỡ tiếp. Nó y chang như số lụi. Lâu lâu nó mới có đường móc caro mà hình trái tim. Ở đâu ra mấy bà mua dây này không bao giờ có. 29.3 con vô tình yêu Diệp Quỳnh chưa? 29.3 Diệp Quỳnh. À, 149 Hồ Điệp Nguyên Ương. Ờ, tôi đặt cho Nguyên Ương vô nghe Hồ Điệp thôi. Rồi cho tiền luôn bạn yêu. Đây một cái lắc xớ dưa hấu. Cái lắc này khách có cắt ni rồi nè mấy chị, đầu còn chụp, đầu không chụp nha. Trước mắt là ni tay 50-51 trở lại. Ai ni tay lớn hơn thì em tăng đưa toàn ten. Nè em bán rồi em chỉ luôn nha. Chỉ luôn nè. À, một bên đã cắt khoen rồi mà cắt này do thợ tay nghề dở, nó không có lấy đầu chụp gắn lại mà cắt mất luôn đầu chụp, cho nên là một bên còn đầu chụp, bên không còn đầu chụp. Em tặng cho 1350 cái lắc kim cương khứa dưa hấu. 1350 số này cực kỳ khó mua. 14.100, 14.100.000 giùm em. Sáng chân rồi mấy chị, cái màu này anh sẽ có nó tiếc và đeo cái số này nó không có bị khủng nhiều. À, em sale cho 1350. 1350 đẹp giả mang chưa. 135 ok chị yêu. Tan trang tay thêm tổng tan được, em muốn thêm một trang cũng được, thêm một trang thôi. 54 tụt nước 27 ngày mai ngày mốt em mới có nước cao. Nước cao 2 giấy thì 55. À, 2 giấy thì 55 nè. Em có một cái dòng ban này dùng một chữ là xuất sắc, tất cả của nó là trang 7D và 9D. À, em chốt cho mấy chị giá có 1.299.000 một gram thôi. Đây là chiếc xe đạp, đây là cái túi, đây là chìa khóa, đây là ổ khóa. Trước mắt nó chưa có toàn ten tăng đưa này kia kia nọ đó. Là nó là ni 48, 49, 50. Chị nào 52, 53, 54 thêm tăng đưa toàn ten, thêm ở đây 100 giùm em nha. Rồi 1299 cho ban mềm. Không bao giờ đụng hàng với dòng ban này. Uy tín, uy tín nha. Rồi chốt giùm em là 41.800. 41.800.000 giùm em. Chỉnh đi không đúng gửi về chỉnh lại chị ơi. Ni mà có chập rộng thì gửi về chỉnh lại. Bên em đã chỉnh đi rồi là không có cho khách đổi đồ được, thông cảm giùm em. Đó đẹp xuất sắc cho chị ơi. 41.800.000 giùm em. Đẹp lắm, uy tín thiệt. Nhận xong cái này mà không đẹp là em đền cho. Nếu có chập rộng chứ em tăng đưa toàn ten giùm em thôi. À, gánh gánh cho nó kéo toàn ten đường kính 3 ly. Chỉ với em ly, ly 2 vậy đó mấy mỏng. À, đang có gì thêm. Với lại thêm chị chỉ nè, ban đầu đẹp 100% mà chấm điện xong đưa vô quay bóng, nước xi lần 2 bị đen, để ý cái chỗ đó luôn nha. Là do bị ẩu xử lý không sạch, xi bị đen nước xi nha. À, phải để ý cái đó đó nghe, cho mấy coi lại đó cưng. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 1299, giá quá đã, thua giá vàng. Rồi 418 Nhật Linh con vô chưa. Rồi để sao cho bạn liên lý 418, tại vì hơi nhiều tiền. Cái nào có để sao lưu ý con ơi. Để sao kêu con lưu ý, con vẫn để người ta bơm được bình thường nghe con. Lưu ý người đầu không được rồi chụp người sau liền. Hàng bộ đầu tiên không được là mình cứ chồng liền con. Cái số này đẹp lắm mấy chị. Số này là em bao với mấy chị luôn. Đi tìm không bao giờ có. Cái số bị số mì kim cương này em lần đầu tiên em thấy cái số này đẹp luôn. Em bán 20-30 năm nay mà em không thấy cái số đẹp giống gì. Nó không phải ngôi sao mà nó không phải bánh ú. Màu của nó là màu tiết. Mấy chị mà muốn cái tìm số này nó cực kỳ khó đó. Giống như là em nói mấy chị, nó hàng ly minh tịch mà hàng VIP luôn. Em có một số duy nhất, một cộng duy nhất 4,5 tấc. À, 52 dẫn thêm toàn ten được. Em ơi mà em chốt sao, đợi chút người đầu không chị mới chốt cho em nha. Em chốt cho mấy chị số này luôn 1450. Đẹp lắm nghe em. 22, 23 cụ mới chốt được. Em chốt cho 17.260. Rồi ok gái, đẹp, uy tín. 17260. Rồi Bùi Thanh Hương nói của con nè. Cho uống chút xíu cái xì tim đó con. Đi cầu thang đi, về bữa tao gắn thang máy cho mày đi đây mày tội nghiệp mày nha. À, rồi chụp đơn Bùi Thanh Hương của con. Mấy bạn kêu có kịp Bùi Thanh Hương hay rồi. Em không có quảng cáo quá sự thật. Không bao giờ. Lỗi nói lỗi, ánh sáng sao nói gì.
mau cũ nó mau cũ, mau gãy nó mau gãy, biết nó biết mà là nó là độc, nó độc bán không lời nhiều, mất công an tội nó dốc, nó gì mệt lắm nha, nó luôn vậy biết luôn. Tại giới thiệu mà có tàu lao mấy chị cũng trả về cũng vậy. Rồi ai con ơi cho mấy con giấy đi cầm đứng vô đồ làm vô áo dịu dàng dịu sang mẹ. Em có cái lắc LV này ghét nè, hàng này là bé 6L của nhà Cà Vinh, chỉ có một khuyết điểm của nó thôi, tắt 6 trở lại giùm em, ni tai 50 trở lại giùm em, cực kỳ đẹp LV duy nhất nhà em có, em sell cho 1.199.000 không có thêm mắt được, cho nên là một điều hơi bị đáng tiếc. Nó may như giọng, nó may như mấy cái mắt kia mà để có bình thường. Em bảo đảm với mấy chị cái lắc này về cái khuôn nó đẹp hơn cái lắc sòn luôn. Ni tay 50 trở lại, đụng hàng em đền chiếc này cho 10 tỷ. Có đụng là đụng cái chiếc nhỏ thôi, chứ không có đụng ở đâu hết. Em chốt cho mấy chị 27.140.000, không thêm mắc được, hơi bị uổng nha. 27.140.000. Đó, con kia chuyển khoản. Ê, tao like của chị, tao mày để nín thanh nha. Ê, nó nghe nè, thôi em đi xuống nha. Bây giờ chốt nhiêu món, không có chuyện tiền gì trơn, chốt vui con nè, cắt máy mới không nè con. Con vô bấm liền đi, không được bấm xả liền cho like lại đi con, tại toàn đồ dành lộn không à. 27.140.000 đi tay 50 trở lại giùm em, 1199. Dây mì người ta mua rồi chị ơi. Con vô bấm mấy cô đi, không được con chị xả ra con, trời tội nghiệp tao. Rồi 27.144, tội nghiệp, trời chốt vui không dám nói. Khách mới tin con nè, lần đầu gặp gỡ xin đừng bớm em. À, rồi chúc đơn nhà mẹ. Dạ cô không chào cô Thí Lư. 27.100.000 nè. Nghiệp tôi nha trời. Đây có mặt áo khóa đây tặng cho 1.200.000 nha. À, con để sau cô Tu Hạnh nè. Hồi giấc tối là em đã thấy nó cuộc đời nó hơi hờ hững với em, nó hơi xa cách với em rồi đó. Mà mấy chị còn vô mà vui vui là chết em nha. Em chốt cho giá 1.200.000. 5.063.000 sale cho 1.200.000. 5063 mặc áo khóa hôm nay đồ sale cực đẹp. Sale mà sale tiễn không, chứ không phải là si cạnh hem mà đưa vô rồi sale đâu. Cho nên chốt vui không có chuyện gì trơn kìa. 5.064.000 sale cho 1.200.000. Ai được đọc tên có hình vui lòng cho xin 3.000.000 ăn cơm buổi chiều. Buổi sáng là gạt bỏ rồi, tới buổi chiều. Rồi bạn Thu Nguyễn nè cho 2.000.000. Vòng tay Amoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái Amoro 3 chìm 7 nổi. Mặt leo lét lắm đó chị ơi nè. Ni tay 50-51 đeo vừa liền. Nói chung là mới dinh chỉnh sửa ni tay được. Dòng Amoro này em chốt cho mấy chị giá đẹp luôn, 1.199.000. Tối là ý chị. Đai trơn nha. Đai trơn nha. 16.100 xã Bích Lê Thị Ngọc nè. 16.100 là một cái gì đó rất là xinh, rất là đẹp nha mấy chị. Xã cô đó lấy ra đi con. 21.200 dòng Amoro này. Ở đâu ra bà đai trơn mà đẹp này. Ồ, đồ sale mà đẹp thánh thằng luôn á. Cỡ em nói với chị nghe nha. Cỡ đồ sòn ở lại ngủ luôn, không thấy một miếng trấu nào luôn mà cái đây nó trơn. Đẹp rồi, cho 5.000.000 ăn cơm. Nói chung là mấy chị lưu ý giùm em nha, dù khách vú hay dù khách mọi người hay như thế nào hay khách quen. Chốt đơn xong rồi đổi mẫu lỗ 5% chưa chỉnh đi, còn xả đơn lỗ 50% giùm em. Được đọc tên. Có hình mà không có đơn em đền gấp đôi tiền cọc nha. Thí dụ chuyển là cọc 15.000.000 là em cũng đền có 5.000.000 thôi. Tại maximum là em đền 5.000.000. Cho nên mấy chị chuyển 5.000.000 cũng được, còn chuyển 3.000.000 đền 3.000.000, chuyển 2.000.000 đền 2.000.000. Rồi em chốt cho mấy chị 1199 dòng này cực đẹp. Dây chuyền 9D nhỏ 16.160.000 em còn. Đây, à. Ở đâu ra mà mua này đẹp dữ lắm, đẹp. Nè, em có một cái mặt hoa mai trà nồi, thương hiệu trà nồi chủ ghép luôn em. Xuất sắc chưa? Đẹp mê ly giùm em, không tì vết nè, không tì vết nè. Không chỉnh ni là đi liền nhanh lắm mấy chị. Cái này không chỉnh ni là mấy trong chừng 3-4 ngày là mấy chị nhận được đồ rồi. À, Tuấn em cho chủ yếu là cho nó chụp bill với lại đóng gói nha con. Trăm, rồi 21.200 ai lấy rồi, gái chỉnh ni 53 được, 16.160. Ở đâu ra mấy bà mua dây 9D vuông này mà 1399. Dạ đúng rồi, 610 mua trong tháng lỗ 50 văn tháng 100. Rồi em chốt mấy chị luôn nha, 1.200.000 gam 4.6. 4.600.000 cho mặt hoa mai trà nồi. Ồ đẹp lắm mấy chị, một cái duy nhất. Chỉ có một mà thôi, không có cái thứ hai. 4.600.000 sale cho 1.200.000. Siêu thơm ngon bổ dưỡng. À. Rồi trang kiều thanh rồi, cho em xin 3.000.000.
dây chuyền chị Hồng Mai, ok, cục đẹp vàng đẹp, thấy chưa, của mình là của mình, khỏi tranh giành mất công đó, khỏi sợ mất mất công đó. Vàng của em sẽ là của mấy chị, nó đẹp một cái đấm sai và sai đấm. À, em chốt đơn mấy chị nha, 145 rồi cái mới dược nè, tại tiệm là 145 nè. Em sale cho giá 1,2 triệu dòng này, ni tam đang đeo 50, 51, 52 đeo vừa liền, còn không thì chỉnh sửa ni. Rồi chốt đơn giùm em là 19,200 19,200,000 sale giá 1,2 triệu. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mà em. Gắn xong nó chuẩn bị về tới đó Long ơi, Long ngán đợi Vinh nha, nó không, gã đang bị kẹt biên Long ơi. Mới ngày nào 24,500, bây giờ giờ này đó, 19,2. Thu Nguyễn từ giờ chốt ra có chuyển tiền cho Thu Nguyễn, tối tôi hơi ón ón ha, hỏi Thu Nguyễn ơi đó, ón ón như bà sợ không dám gặp em rồi, bà chốt đâu trơn rồi, sợ em lấy tiền là mấy chị nghĩ em vậy sao mấy chị. Nè đẹp nữa nè, trời ơi nó đẹp một cái mấy chị ơi. Đó, lắc bi mà nó có toàn ten chìa khóa dưới này luôn mà em. Hàng bi đặc biệt, bi đặc biệt luôn mà em, mua không bao giờ có luôn nè. Ni tay mấy chị, lưu ý em không chỉnh sửa ni được nha. Ni tay 50 trở lên dùm em, 50 trở lên dùm em, 48 mấy ni không được. Rồi em chốt mấy chị luôn, giá quá yêu thương đông đầy, 1,399 1,399. Ờ có nhiều cái em chỉnh ni không được chị. À, thông cảm, nhưng có nhiều khi nó có cái hội nó giòn đó chứ, có nhiều khi vàng hồng em chỉnh được, mà có nhiều khi vàng hò, vàng hò hồng mà có nhiều hãng em chỉnh được, có nhiều hãng em chỉnh không được. 25,180,000 đẹp xỉu xìu xìu, đẹp xỉu xìu xìu. 54 ok chị, có nghĩa là từ 50 trở lên, từ 50 trở lên, tại lắc em cắt mi không được. Thảo ơi đẹp lắm, Thảo ơi đẹp nhất xứ ngoài bạc đó Thảo, uy tín Thảo ơi. Không ai bán đồ bi giá này, Thảo mua đi Thảo. Nè chiếc nhẫn này là bestseller của nhà bé Vinh. Ni 9, ni 10, dư sức bán 1,5 triệu, 1,450,000, em sale cho 1,1 triệu. Ừ. Ồ, cảm ơn, từ giờ mới thấy. Mới thấy bà à, chuyển 5 triệu rồi nghe, trời cảm ơn gái luôn. Từ giờ vô chốt công ai chuyển đồng bạc nào, cho chuyển cho em gái mình vui coi, trời. Mới ngày nào 13,2, bây giờ 9,770. Hay lâu à, 3 ngày có bill, 7 ngày nhận được bill và bà không có chỉnh ni. Ok bà Lily Mi Nguyễn này, nước ngoài hay nước trong nha gái? Nước ngoài chứ nhiều khi chốt vui không có chuyển nha, tại vì chuyển về hơi khó mà nhà tôi hói hói mất mong mấy chị quạo nữa. Nước trong chốt dễ hơn, nước ngoài mà ai muốn chốt đơn em gửi về American welcome tài khoản Việt Nam, tài khoản Việt Nam tôi biết chứ tài khoản là gì nữa. Rồi em chốt cho giá 1,1 triệu, chuyển sẵn vô 2 triệu 3 triệu đi. Rồi, tình yêu nào đây? Mi Trần 770. Ai lấy rồi em Ly ơi, em đi em đi. Rồi nghe như phim nè, em coi phim nè, em coi hài kịch của cô Diệp Hương á. Rồi 9,770. Cái dòng ban này là quá trời đẹp luôn nghe mấy chị, ban 7D. Ồ cái dây này mấy bà chốt 1,399,4,2 gì mày nè. Ủa cái dây này từ giờ đọc tên ai chưa? Ê, bà đâu mất tiêu, tôi bán người khác nó không cảm, tôi không đẩy hình được rồi tôi bán người khác nha. 14,400,000 dùm em cho dây trái tim caro, hàng bestseller luôn em, có duy nhất một cộng 20,977 hết. À, tài khoản là account. Ồ quá trời đọc có chuẩn không vậy, chuẩn không, hồi nãy chị kia chút rồi chút có chữ tôi nghe, thông cảm tôi nha, tin nhắn đẩy em vô rồi chút cho người khác đó, thông cảm dùm em chút có chữ em nhỏ là lựu đạn à. Ừ Thảo ghi nít nè, chút đơn nha, rồi chuyển với Vinh 3 triệu đi, I love you. Đây nè, ê, ê kêu bạn đàng hoàng, kêu bà nội, ai kêu ai? Bạn, you, you and me. Rồi đi tay 50, 51, 52, đẹp xỉu chưa? Em chốt cái vòng ban này cho 1,250,000 mà em bảo đảm với mấy chị luôn. Đỉnh cô chớ cái vòng ban này, đẹp xuất sắc luôn. Ờ, chàm trắng tươi, 7D. Wow wow wow. Ê bộ lợi tiết 46,200. Ủa Mimi Lily xả giọng hay gì Mimi Lily ơi, 72 đang làm mà giải quyết hồi trưa rồi, nó đòi bà bù tiền, nó không có bù tiền, đơn giản chị Trương ơi. Rồi nó mai nó nhận hộp cho bà chụp nữa là xong. Vòng tay 21,200, Mimi Lily xả một cái vòng siêu đẹp hơn một sòn luôn. Nó hỏi ý kiến tôi chưa rồi bà. Đó à.
46. Ông cái gì 60.200 vậy chị? Có 46.300 mà. Hỏi tôi chưa rồi. Ủa chị ơi, bà comment gì à? Phương à. Đẹp lắm nè Phương. 46.300.000. Mà từ đó giờ em chưa thấy cái cham nào trắng tiết như vậy luôn. Rồi em đưa em 60 lấy 60 nha. Đưa dư trả lại. Em không phải của em không lấy. Bản thân em không phải của em không lấy mấy chị. Không lấy. Rồi 463. Cho nên là có trả dư sẽ trả lại cho, không bao giờ lấy nha. Năn nỉ cũng lấy ba ơi thôi. Nhiều khi có nhiều chị nha. Chạy qua đường rớt chiếc nhẫn đó, tôi bán đuổi giùm, tôi giá giùm cho cúng dài dài gạo giùm cho ai biết tên gì. Tôi đặt vô danh đó. Ví dụ mà cái chiếc nhẫn của bà nó có 5 dạ, tôi cúng em 5 dạ, nó 10 dạ. Người là hưởng được 5 dạ chứ ai biết đường đâu kiếm. Rớt ở ngoài đường á, nhắn ý nè nó thôi, ai lấy xui lắm, thôi đi cho gạo luôn cho có phước. Còn có cho 10 dạ cho bà máu. Hello it me. Dạ. Cho 10, trời ơi trời, chưa cho 10 dạ gạo tháng trước tháng nay chưa cho nữa. À, chin ti gạo. Chen, hen, hen gạo. Không gớt chứ nhẫn mà kêu của người ta vô nhiêu mà có 5 dạ kêu cho thêm 5 dạ đi 10 dạ rồi cho chưa. Chị kêu ơi chị Tâm ơi, chở vô trong chùa cho đi. Chùa lá ơi, cho sư cô đi. Đã đó 10 dạ không cho mấy tắt hoài bà điên. 10 dạ không 3 triệu. Từ từ đi tới tắt tháng 7 tháng 10 rồi cho hỏi mấy tắt hoài bà. Nè mấy chị, lắp phụng chạm các máy. Em xem cho mấy chị luôn nhá, 1.450.000, 7.770. Tiền dư chị chuyển chuyển bill bị dư rồi chuyển khoản lại hay giữ lại trừ bill. Không biết rồi, đợi em chút xíu ơi. Chị bà đợi em chút. Coi tình yêu Nguyễn Thị Kim Duyên con sao ha con. Em không có chút dự bị nè, 3 số 7 nè, chút đơn em Trần Nguyên, Yên Trần. Rồi 1.450. Hai đồ đẹp không à? Mấy chị thấy đẹp không? Mấy chị cho em xin trái tim ơi. Em có một cái mặt halo vuông này mấy chị. Đẹp sai đắm lòng người luôn. Em chốt cho 1.050.000 trong set bộ 1050 chủ hộp 9 ly cao cấp. Xã làm báo mấy chị liền rồi chuyển tiền chưa? Ơi ơi, em hello quanh chị, Chu chị, Chi chị nè, Pho chị nè. Mấy chị ơi, chuyển tiền đi. Cô Diệp này nói chuyển 5 triệu rồi nè, cô Diệp Quỳnh nè. Chị ơi, rồi cái này cô Long Nguyễn chuyển chưa 27144 nè con. Nè không chuyển mày xả đi bán từ khác không, con nghiệp tao trời. 4.800.000 sale cho 1050. 1050. 4.800.000. 4.8 1050. Dây gắn này chế quá trời sang luôn á, em sale cho 1.2 mùa này. 4 tấc 2 nè. 4 tấc 1, 4 tấc 2 và 4 tấc 1 à. Gắn sang cực sang luôn mà em sale giá 1.2. Gắn này đeo dài quá nó lật nha. À, nè, 4 tấc 4 tấc 1 nha. 4.8 em cho tình yêu võ thí hồng. Rồi dây chuyền gắn này căng giùm chị con nhiêu gam đó con. 4 tấc này chị gắn 9770 có ai xả không? Cái đó không mấy đưa cô đi con, con nghiệp trời. Em chốt dây gắn cho 52.500. 52.500.000. 977 có ai xả không nha mấy chị? Xả báo em. Có ai xả không? Không biết kìa. Nè em có một cái nhẫn gắn nè. Ni tay tầm số 11, 12, 13. Nhẫn gắn em sale cho 1.2. Nè mấy chị y gan gắn thịt bò ra luôn. Xuất sắc em chưa nè. Sale giá 1.2 nha. Rồi dây gắn em đang đeo 21.200, dòng này đẹp nè. Mày kim cương có liền đợi em chút. Sao tôi bán này mà đợi kêu hoài vậy trời phải. Nha. Ni tay 50, 51, 52. Ta lái này đợi kêu hoài mấy ông nội đi ngủ nha. Ta bỏ tiền trọng mập tới nhà mà lợi cũng mua ấy rồi hân hoan rồi ấy luôn. 21.200.000 nhà em dòng 7 miếng ghép mặt mẹ quan âm không chị yêu hả? Kêu gì đi tôi lấy không có cười hoài quỷ thầy mình bắn ghép bắn ngồi cái bên cười hoài. Chiều 25 chôn, chiều 25 chôn, chiều 25 chột chạy đang chiều 2
nhỏ lay ép mà ngồi cười. Cười hai quỷ điên làm gì hoài ni tay nói với chị xem quá cười quậy. 52, 53, 54 rồi chúc đời em dòng đinh 1.450.000 7.670 ý đỡ lỗ 10% trong tháng quan tháng 15 7670 chúc đời em đi tay 52, 53, 54 chi khoa 7670 thôi đi xuống quê quá quê là quê là quê quê quá các chị có mua không mua đi xuống quê ngồi đây xíu tắt lại coi lại làm vẫn còn quê đó 767 em chốt cho dòng đinh cho mấy chị luôn 1450 dự án đang đeo là 52.500.000 trời đinh mà còn ế cái này ba ơi thôi thôi tôi đã hiểu rồi tôi biết chuyện gì xảy ra rồi mấy bà hết tiền hay gì rồi 11.900.000 dùm em 11.900.000 không chị không có giỡn thiệt mặt mẹo ngâm không có bé yêu ơi mặt mẹo ngâm không cỡ thiệt để chị bưu cho em nè không có thiệt mụi ơi thật sự là vậy luôn nhẫn gắn đang đeo là nhẫn gắn ý 11.900.000 ê cô Thu Quanh cô chuyển tiền cho 767 ha ồ cô Quanh thương cô Thu Quanh nè Thu Quanh quá trời dễ thương luôn chịu like rồi cho xin dài like luôn dài like là tiền luôn 5 like luôn dòng ta 21.200.000 hồi nãy dành lộn cho đã tới lúc ta xả cái ba bỏ hết trơn cù bơ cù bắt bởi vì ca sĩ mà hết thời là ai cũng bỏ nè 21.200.000 đổi bữa nay đẹp lắm đổi đa số hôm nay là không có thấy ha không có thấy thấy cháu trời 23.600.000 sao chế dành lộn đã rồi chế bà vui chơi với em mà chế à nó đẹp như vậy nè 23.600.000 11.900.000 21.200.000 ai đây 1.900.000 là gì vậy cái yêu rồi em chúc vậy Thu Nguyễn là từ giờ Thu Nguyễn chúc từ giờ món này món thứ ba đó có cọc món nào cho con rồi chuyển thêm đi chứ cứ món 2.000.000 vậy đó điều do lỡ nó có lên shop bill nhớ nhắc nó nha tại vì khi nó bà gửi 3 bill mà nó gửi 2 bill không có hàng gian mà nó quên nha rồi em chúc chị yêu xe 23.600.000 ok chúc về kể với chồng chắc ông cần tôi chết luôn nó lên like là mấy chị mua lên like là mấy chị mua à rồi giờ ra cất sự này nè đây em có cái nhẫn nữ hoàng này quá đẹp thị trường bây giờ 1.700.000, 1.600.000 rồi em chốt cho 1.200.000 nữ hoàng luôn lòng trong giác lòng đồng tiền nhìn đi ni tay dưới ni 14-15 làm được này nhìn đồng tiền nè đồ ý hộp giả rồi đó mà đẹp như vậy nè à nhẫn gắn em cảm ơn cục vàng yêu xinh đẹp chưa từ từ đợi em chốt gì ạ ờ mà nổ đất tiền mới nhiều lắm kìa mà nổ mập ờ đưa đi trời ơi trời nhiếp nhiếp nhiều tiền lắm mà mượn không có cho em dụ chồng em mượn tiền chồng em nha không có cho mấy chị rồi lấy lãi suất 3% cái em đâu dám lấy chồng em vậy đó không em trời đi có gì lấy 3% dụ mượn ông nói mượn đi trả cho 1% mà không đưa là không đưa mấy chị 8640 ông nói thôi đừng dụ bà ơi hồi nhỏ bị mẹ dụ lớn bị bà dụ hả 8640 ok tình yêu lon tú 1.200.000 một gam thành tiền 8640 cưng chỉnh sửa đi tay sau rồi đó chỉnh niên nhiêu tính nhiều rồi chị em Vinh hết em có một cái mặt chìa khóa trái tim rất là xinh xắn nghe các chị à xem 1.200.000 1.200.000 khi mấy chị chuyển đi chứ gì nó không chịu đó lắc tay eo gì 27.144 chị Nguyễn Long chuyển chưa rồi rồi ok cảm ơn chị thank you gắn đó chị mua luôn đó gắn thôi gắn bỏ đâu chị đây gắn ẹt mi 1.000.000 ha 1.200.000 giờ này bán 1.200.000 chơi rồi chìa khóa nè chốt đây em 5.100.000 nhẫn kim tiền không có cục vàng yêu 23.600.000 người ta lấy rồi ồ chị suy chị mới chuyển cho mình 5.000.000 cơ em cảm ơn chị nha chịu em đói quá 8640 ai lấy trơn rồi gái 5.100.000 chốt chị yêu tâm nguyện chân thành cảm ơn chị mấy chị nó đồ đẹp lắm thiệt luôn á em nhìn mà em còn
Không, em bán mấy năm nay em chưa thấy mâm nào đẹp như luôn á. Đồ sale mà em tiễn luôn á mấy chị, em không có thời gian. Em bóc lên là phải dính, bóc lên là phải dính, món nào cũng phải đẹp. Nè, nè mấy chị dính không? Dính với em nghiền thiệt luôn á, mọi người có lắc LV ghép. Trước mắt là ni tay tầm 50, 51, 52 trở lại. Chị nào ni tay lớn hơn thì mình thêm tăng đưa toàn ten vô thôi nè. Thêm tăng đưa toàn ten thôi. Em chốt một cái lắc ghép này cho mấy chị giá 1299. Mùa này ai bán đồ hiệu mấy chị 1299. Mấy chị thấy em là trước sau như một không? Đẹp xấu độc lạ gì, xa xôi gần gũi gì, vẫn như thở ban đầu, y như ngày đầu nghe mấy chị. 12.960.000. 12.960. Dạ chị Phương xã Dòng Ban. Rồi cũng hỏi cho tim màu tím. Giọt lệ buồn. 12.960 nguyên một cái lắc LV, biết luôn đụng hàng em đền. Em chốt ơi chứ Hà Quỳnh thân yêu đáng mến của em rồi cho 5 triệu. Mới yêu say qua xin tiền liền tại chỗ. Có 1 triệu 2 AA thôi. Ờ AA này. Này này chứ. Này này. Khúc đầu là tiếng Việt Nam, khúc sau tiếng Anh nghe chứ. Kiểu như con lai vậy đó. Trời ơi nó đẹp nè. Chứ Quỳnh, chị lấy cái dòng này đi, chị tin tưởng em một lần đi. Mấy chị mà thấy cái dòng này ở ngoài một cái nước giải nước miếng như chảy lập đập. Cái cham của nó là cái cham 7D nối trắng tươi hà. Trái tim tí phân lì à. Nè con này con bướm heo là di nè. Hoa bốn cánh luôn vui tươi. Mà ở đâu ra 1.250.000 một cái dòng ban siêu đẹp này. 50, 51, 52, 53, 54 đeo dừa 46.300.000. Dạ 115 được không chế Lâm Thủy ơi à. Chứ còn anh 50 triệu đem lên chế 1.150.000. Cái này là chiều dài 4 tấc. Nếu chế ú hơn em thêm mắt vô cho chế. Dòng đẹp dữ lắm, đeo Italy cũng được. Đeo Italy cũng được luôn mấy chị gái yêu. Đây có cái dòng đinh màu nhỏ luôn em nè. Ni tay 48, 49. Em chốt đơn cho mấy chị giá 1399. 1399. Dòng đó 46.300.000 Ngọc Linh ơi. Bán hàng gửi về đâu? Gửi tất cả mọi miền trên tổ quốc luôn chị. Mà chị ở đâu là? Thái Lan, Campuchia là không gửi được nha. Nhà tôi ngộ gì đó, cái bên không gửi được. Gửi xa xa như Đa Uy, Đức Đồ, Thị Sĩ, Bỉ đồ gửi được. Còn kế bên Lào, Campuchia, Thái Lan không có đi được. Ờ, làm như nó không chịu cho mấy đứa gần gần hay sao á. Rồi cho em đi tay 48, 49 này mấy chị. 7 triệu rơi. Ờ, Hồ Chí Minh đi được, dẹt bạn ơi. Dạ, dễ dẹt cũng lâu nhận luôn nghe nhà em vậy đó. Càng gần càng lâu, càng xa càng nhanh. Nhà em nó để ngược mấy chị ơi, giống em. 7 triệu rưỡi. Rồi tình yêu Quỳnh Trần bữa nay có làm như chị nói không mời Duyên ơi. Không nhanh hơn tao giết mày đó. Nửa thứ hai cho mày ở lại mình nên mày đó. Ờ nhanh mày chơi gì. Đây em có cái lắc bi. Đẹp xuất sắc tuyệt vời. Dùng hai chữ. Best xéo lơ ba chữ là best xéo lơ. À, đẹp chưa 1399. Trời bạn Hào gì đi ăn gì lâu chứ trời. Giống gái vậy. 7550. 7.550.000 nhà mai 12. Nói chung là chốt rồi nhưng mà mai còn không thì tôi không có biết rồi tôi bị bơm đó. Ở đâu ra cái lắc tay đẹp gì nè dưa hấu. Đẹp xỉu đụng hàng định tỷ. 7550. Mà mùa này mà mua cho 1399 à, mua giá quá rẻ rồi. 755 em chốt trai đây. Chi Hành Lê. 75 rồi cho thêm 3 triệu đi chị. Đây em có một cái này luôn. Em rất là có nhiều chùm dây treo và rất là xinh. Mấy chị có thấy gì không à. Bao đẹp xuất sắc. Đấy bà thấy đã chưa. Rồi em sẽ lên cho mấy chị à. Của em đang ca đó. Sao nó chày mấy chị ơi. 7-5 năm ai lấy rồi. Đây em lên cho một cái pháo bông 9D. Em chỉ có hai sợi màng ma này cắt được nói được nha. Em có một cộng là hình như là 4 tấc 2, cộng 5 tấc em ngứa em gãy. Ngứa. Rồi em căng cộng 4 tấc 2 đi. Có gì à, nói được luôn nha mấy chị nha. Đây mấy chị 9D em chốt cho 1399. 1399 có hai cộng. Cộng nhiều tiền nhưng cộng ít tiền nha. Rồi chú giùm em là 26.300.000. Cái gì mà bấm cái gì mà dài chứ. 26.300.000. Cái này đang cầm là 4 tấc 2 với 4 tấc rưỡi hay 5 tấc vậy nè. Nói chung là chiều dài bên em lo được.
Dạ không được. Kiểu mốt là nãy chị Thảo Trang mà trả giá em rồi em đâu bán đâu. Không bán. Đúng bán đụng lỗ lời nghiệp em. Chú tình yêu qua Annie hả? Rồi một bạn nè. Đó em 63 cho bạn rồi còn cọc này dài hơn nè. Căn cọc này dài hơn luôn đi. Rồi cọc dài là 31.800. Thì bây giờ cứ chốt 318 đi, cái gì muốn cắt ngắn như Annie thì cắt ngắn ha. Cho nó đúng mã đi. Mùa này mà mua 9D mà 1399. À bà Cherry ơi. 318 nha cưng, mà nó dài lắm, nó gần năm tắc, có gì em cắt ngắn lời. Nhưng mà tại chốt cho nó đúng vậy nha. Ok Cherry Phạm đẹp gái có không ba lỗ nè. 31780. Chốt xong chưa, nó cắt ngắn lại cho em. Thôi Thư ơi, Cherry chốt rồi. Cherry chốt rồi bạn yêu anh. Dạ đúng rồi, tùy ngày chị gái. Tùy ngày. Qua đồ mới, cái này cách lướt con gái chị. Qua chị mua dây mới. Cái này dây lướt con gái, mà lướt mà. Tại hồi tao mua xong vậy tao đổi liền, tao không có đeo. Tình trạng là như mới, 100%. Là bắn giúp em gì, chuyện nó quá đơn giản rồi. Đó giờ coi like từ dịch tới giờ rồi hỏi em gì biết đường đâu trả lời. Này đồ cách đổi đồ mà đẹp như mới, tao mua về tao không có đeo, không có chạy chùa mẹ gì luôn. Rồi đi tay 50 nè. Mới ngày 3 bán 1599, bây giờ bán mấy chị luôn có 1.450.000 nè. Hỏi cái gì mà hỏi không biết à. 11.770.000 thì mua 1.5 triệu mấy nữa bán lại 1.5 triệu mấy. Còn mua xe 1.3 triệu mấy thì nữa bán 1.3 triệu mấy. Rồi xã tình yêu Cherry Phạm. Có nghĩa là chị nói từ từ cho em hiểu, nó là 5 tấc. Nếu em để dài thì nói giá tiền đó. Còn nếu như em lấy ngắn hơn 4 tấc 2 như bạn kia thì nữa cắt ngắn thì tính 4 tấc 2 thôi, cắt thôi. Rồi em chốt tình yêu Thư 31780. Có nghĩa nó đang dài 5 tấc, em chốt xong cắt ngắn, ví dụ cắt nhiêu ra nhiêu, ví dụ 26 ra 26. Cắt 4 tấc 2 á, cỡ đó là có hai mấy triệu thôi. Tại nó đang dài em hiểu không? Chốt là chốt mã đó chứ không phải là bắt em sẽ lấy dài y gan tiền đó cục vàng yêu. 11.770.000. Dòng đinh ni 50. Đây nhìn nè mấy chị. Đẹp không tì vết chưa, đồ sale đó mà mấy bà có. Nó ra điệu lắm. Mấy bà kệ. Đàn ông nó ăn nhậu thì mình ăn dọn đi. Nè cũng còn đó, thấy không? Rồi chốt đường em này. 11.7, dạ không chị, 1.150.000. Bây giờ ba người trả giá rồi. Thương em. Chứ là dây gắn mấy chị đừng đeo dài quá nó lật. Nè con làm như ế gì con. Đây mặt chữ T nè mấy chị. T vương miệng xó lường luôn mà em. Em chốt cho 1299. Bây giờ chốt cho 1299. Ai lấy rồi cái yêu. Chốt giùm em 5.580.000. 5580. 5.580.000. Lẹ đi mấy chị, có một cái một mà. Mà đồ ý mà chữ T vương miệng luôn em nè, mặt xấu lùn qua đeo. Xỏ qua đây này chế, xỏ qua đầu này. Đâu ra mặt đẹp gì mà suy nghĩ của 1.299.000 à. Ok bé Thảo Hồ, Phương Quỳnh không kịp rồi, chứ xin 3 triệu cơm luôn. Đây, cái này là một siêu phẩm luôn em nè. Một cái lắc van màu đen, bình thường mấy chị mua vàng hồng ha. Hôm nay cái này nó về được cái mặt, cái sale được với màu trắng. Nhưng mà đá cao cấp chứ không phải là đá thường nha mấy chị. Đẹp luôn em này, em chốt cho 1.399.000. Đẹp sang xịn mịn. Bây giờ trên giá 1.800.000 rồi, chốt 8.904.000. Và mặt chữ T ai lấy rồi chị gái yêu Thúy Quỳnh ơi, mình không có được chốt được, coi chừng có nick giả nó nhắn tin cho mình nha. 8.400.000. Chị nào được đọc tên có hình mới có đơn. Lưu ý giùm em, coi livestream mà không thấy em đọc tên mà tự nhiên có trang tiệm vàng Kim Phương Vinh nhắn tin với mình là giả nha. Rồi 8904 chiêu Hà Quỳnh để Vinh hết. Đó, giống như là em đọc chị Hà Quỳnh là chị Hà Quỳnh mới nhận được hình. Là chị Hà Quỳnh mới chốt được. Rồi, có một cái nhẫn Amaro này. Ni tay số 10, 11, 12, 13, 14. Rồi em chốt luôn cho giá 1.200.000. Quá đã mấy chị. 1.200.000 thua đi vàng mà nóng cục bán. Tại chị ôm cho mấy chị đeo tình cảm. Tứ quý năm, bốn con số năm, 5.555.000. Dạ anh chào chị Nga. Anh chào chị Nga, trần 5.555.000 nhầm em sale giá 1.200.000. Dạ anh chào chị yêu. Rồi anh chú chiêu Diệp Phương. Hello chị đẹp gái. Diệp Kiều Hà Lan xinh đẹp. Rồi chúc cho em 100 đô. Nịnh quá sao. Hỏi cái được kìa. Xin tiền dạ nịnh quá. Em có hai bé. Đẹp độc lạ luôn mà em, dưới đi 15 là đeo được. Em chốt cái giá 1.200.000.
đụng hàng em đền luôn mùa này. 555 chứ Diệp Phương ấy rồi. Chốt giùm em 9.156.000. Độc lạ miền Tây, không đụng hàng luôn, đẹp nè, đụng hàng đền 1 tỷ nè. Chủ học cao cấp em có số lượng 2. 9.155 sale giá 1.200.000. Đó. Đẹp chưa? Chị này có chiếc ni lớn, chiếc ni nhỏ này nha. Đó, chị nào ni nhỏ, lượng ni lớn giúp em. Rồi Tú Cẩm Lê 9.155. Hai chiếc ni lớn ni nhỏ, ai ni nhỏ biết tự cho nó lấy ni nhỏ cho mình. Rồi Dung Nguyễn 9.155, ai lớn cho lấy lớn giùm em hết. Em có một cái lắc vàng hồng thương hiệu LG. Diệp Phương đâu rồi? Chứ Diệp Phương tự anh bóc mã 4 số 5 không thì em bán người khác nha. Chị Diệp Phương ơi, bà tự anh bóc giùm em tứ quý năm giùm em kìa Diệp Phương. Cô đúng cái tên Diệp Phương không? Đây lắc cạc tia LV màu hồng, vàng hồng luôn. Cậu quẹo cút xương chỗ này trời. Đây hết rồi nè. À, vàng hồng nghe mấy chị. Vàng hồng si trắng em tặng luôn cho. Còn không để màu hồng đeo, đồ hiệu màu hồng đeo đẹp. Đồ hiệu là màu hồng đeo, đeo xinh nha. Trời ơi giống mấy cút xương chó gì. Dướng đồ lưa rồi hết rồi đó. Đây vàng hồng đồ hiệu luôn, chốt cho 1399. Hồng hiệu chốt cho 1399. Kêu mấy cô chuyển khoản đi con. Ê còn cao gỗ thôi em đi xuống luôn. Chuyển khoản giùm đi mấy chị ơi, đâu có được nhiều bill đâu. Con chuyển tiền nó có nhiều bill đâu. Mày chạy. Ê không chuyển xả đi. Trời, trời ơi mấy chị ơi, chiều tối ế muốn chết rồi nè. Mà còn nhiêu chị không chuyển tiền là em lấy ra luôn nha. Em like lại nghe em đi từ 1 tới 10 chuyển liền nha. 1, 2, 3, 4, 6. Ờ em bị nhảy số. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đó ông chuyển là em chuyển luôn đó. Em lấy luôn đó nha, lấy ra luôn đó nha. Nào nói trước luôn nha. Ông chuyển lấy ra đi con, nói cô em chuyển con xả ra nha. 13.300.000. 13.300.000 lắc này là siêu VIP luôn em. Ở đâu ra mà giá 1399. Rồi tứ quý năm của cô Diệp Phương có vô con không? Rồi vô con lấy ra luôn. À, rồi tứ quý năm em lấy. Dạ chốt mà không trả lời chị chuyển cọc cho chị Lưu Ly Nguyễn. Chuyển cọc giùm em đi 25 triệu mấy đúng không? Rồi 13333. Rồi chị yêu Nhung Nguyễn giùm em. Thông cảm giùm em nếu mấy chị tạm chốt có người một mà em không có chút dự bị. 133.330.000 giá 1.399. Chìa khóa lệ rơi nè. Đẹp xỉu luôn em chưa, giá 1.250. Đó, chìa khóa mấy chị. Chìa khóa mấy chị để, chìa khóa đang phải là chìa khóa nhỏ nha, mà cũng phải là bự quá, chìa khóa vừa. Chị Nhung Nguyễn chốt đơn chuyển cọc giùm em. Bảo Châu không vừa, Bảo Châu không kịp, Thanh Trúc không kịp. Lắc van là nãy chị Hà Quỳnh chốt rồi. Rồi chìa khóa lớn 6.500.000. Cái này mấy chị khoảng 8.500.000 nha mấy chị. Chốt giùm em 6.500.000 giùm em. Ờ chốt qua còn cá hùng kìa, sống chuyển tiền em chưa, ai biết chu gì đó mấy chị. Mày xả ra sợ mấy chị cự. Mấy chị nó đang chuyển tiền mà làm không kịp. À, rồi chốt em 6.500.000. Jenny Nguyễn chìa khóa Italy đẹp như kim cương, dây gắn 4 tắc bạn ơi, giá 1.150.000. Khổ tâm em nè, dây này em có dây màu đen nè, có 1+1 nè, dây đen lớn luôn em, giá 1.450.000. Em đang đeo là 50 đi chứ, chứ chút mã gì 50 giùm em. Đen hoa đá không phân 3, phủ bì vàng phân rưỡi, 4.650.000. À, 4.650.000. Ừ mấy chị nóng, mấy chị không chuyển em cho em rồi sao em like nổi. Để chuyển cho em có tinh thần em like đi. À, em tinh thần em like đi mấy chị. Rồi chứ yêu Minh Hà 4.650.000. Rồi dây nhỏ dính liên phân nè, cũng 1.450.000 luôn mà em, dây van đen 1.450.000. Rồi chốt giùm em 3.050.000. Rồi về cân 3050. 3.050.000. Rồi cân. Rồi 305. Em chốt giùm em Nguyễn Dương. Nguyễn Dương 305. Rồi chốt đơn em hết. Nè cộng 7 ly luôn vàng 8 ly. Đẹp chưa, xuất sắc chưa? Đội trưởng chỉ làm nhắn chưa? Bên này nó lập chụp quá chị. Ờ, để từ từ đi.
Rồi cho em 22 chữ xám. Làm đại chữ nó có gì chữ tết đít nha em nội. Miệng không giật mạnh lắm chị nha, miệng em la lai thôi à. Em la cái xong đâu để đụng mấy chị, không để bụng. Có mà la người ta đã còn đồ để bụng nữa. Em không có giận như dịu luôn. Rồi 2580. Rồi em chốt trai đây, bạn Minh Anh xinh đẹp rồi, cho xin 2 triệu luôn bạn Minh Anh ơi. Rồi bây Vinh hết. Không có à. Đây mấy chị đẹp quá, không em đeo đồ này nghe màu đen quá, vàng hồng chữ H xem chị không. Gì? Này có về nhờ nhẫn chân. Có. Ai biết nằm đâu mày lựa đi. Nhỏ tâm như không bây giờ nhóc có chân nhiều khi nó có mà nằm ấp. Ấp hiện ở đâu á? 7.414.000. 7.414.000 nhìn em xeo chân triệu mốt model lắm, thôi em đeo. Để đó chắc này mẹ đeo đi. Nó như mấy dạng đồ hiệu đó mấy chị. Ai mà thích xài đồ hiệu đồ nè. Để mua ba đồ hãng mấy chục triệu mà còn nhìn giả không. 2.6 ai lấy đây, 7.4 em đeo. Em có một cái lắc ni tai cắt ni được, trong cái ra ni được nha. Ni tai 50-51 trở lại giùm em một cái lắc vuông Amaro. Đó, đẹp xuất sắc luôn em, mê ha. Em chốt cho mấy chị giá VIP luôn 1299. Định để em đeo rồi. Có 1.1 nha em à, màu đen lắm. Em định đeo luôn á. Rồi bạn Ái Hà nè, bạn đeo đi rồi mình khỏi đeo, mình chùi. Rồi chốt luôn em 8.200.000. 8.2. 52 được không á chứ đem coi coi. Để em coi. 51 50 trở lại đi mấy chị, 52 em sợ nó hơi kích. Bao đẹp, bao lạ. Rồi em chốt tình yêu Quỳnh Trần, tới giờ Quỳnh Trần hai món có xả vô em ơi. Sợ mấy chị chốt xong đóng á chị lấy con món một chết em. Rồi 8.2. Rồi. Con vô mấy mã này nè, con vô ai chuyển cọc chưa, chuyển cọc rồi con dục con bên để mày đi cút mắt mẹ đi. Hiểu không? À, vậy đó xong có cút mắt là chút xíu mới vô sao, tại người ta có chuyện cọc chút xíu trong lúc nên sẽ có. Mày để miệng nó la ói hoài con. Ví dụ mày vừa vô cái bill nè. Cái mày thấy có là dục quan bên. À, dục xài kế bên này thấy không? À, đang cho tao đỡ la trời, tao la hoài mẹ mệt á. Tao la chứ tao còn mệt nữa. Đây mì kim cương VIP best seller của nhà Vinh. Sĩ mới lấy còn không có để bán đó mấy chị. Rồi chốt giùm em 4 tấc 2. Mì kim cương bánh ú, màu của nó là màu tiết, mới là giá 1599 đó. Em chốt cho 1.450.000 con cộng 1.4510 4 tấc 2. Chốt giùm em là 12.750.000. 12.9 ta chuyển rồi. Mỹ Ngân ơi, Mỹ Ngân ơi, quá đẹp cho một cuộc tình luôn nghe nè mấy chị. 16 năm sale còn 12.760.000 4 tấc 2. Ok bạn Xu xinh đẹp, mì kim cương chà lết quốc xã Mông Cổ mấy chị ơi, không dướng không đứt không gãy không ư. Dạ bất đứt nha. Mấy chứ nhiều khi mình đeo lâu mình đeo mình xu nó cũng đứt như thường mà kệ. Đứt mình mua cái mới. Nè mấy chị không đứt mình cũng đổi nó. Có thằng chồng đổi không được thì gán xài thôi, còn ba quỷ dương này móng tay muốn mơ. Không được thì mình muốn làm dài ngắn ngắn dài dài. Rồi lắc bi đặc biệt 1.450.000 vàng hồng. Van 8.904 Hà Quỳnh lấy ơi. Thường thường Hà mua dễ thương lắm, Hà mua không có, Hà không có sợ đơn, có nhiều khách tới cưng á. Chốt giùm em 4.250.000 4.250. Xuất sắc luôn em nha. 1.700.000 đó, bây giờ sale còn 1.450.000 4.250. Bông quá màu đen à, 1.699 sale cho 1.450.000 4.250 em chốt cho ai đây? Tuyết Anh xinh đẹp 4.250 á à. Chốt giùm em là 6.120. Đẹp trai ơi, đi cắt đi mà để giống đang trường quá, nhìn mày thấy đang buồn chứ con. Dài quá nó kỳ quá à. Ê nó nghe nè. Mẹ kéo mà thấy thằng kia đẹp trai lắm, tối nay mày gửi cái clip cho con cắt chút nó đi. Gửi mấy thằng áo nhôm, tôi thù lù, sao giống nó được. Tóc nó đẹp. Thì tóc nó khác. Dạ. Vậy mày hết đi. Hảo nay 96kg nha mấy con. Hảo 96kg rồi đó, hận đi.
Thảo là nói trong nhà có mấy người, mấy chục người đúng đâu có gì? Sao đâu, mấy cô còn hứa là nữa đám cưới sao? Mấy cô là 1.300 cô nói là phải mời mấy cô. Rồi bữa đó không mời chắc rồi không đi chắc cái mặt tôi quê. Cắt cái mặt dục ngoài sông hậu luôn nha. Chưa biết cái mặt bằng nào đám cưới nào đó. 6.120.000. 6.120. Hào có ba má xứng đáng lắm, qua anh kia anh nói lộn thằng kia. Thằng kia nó ra nó mét chi Vinh này. Ai ngờ ra tôi binh con chữ em đó chị ơi. Cưng con lại mà tại em không mưa kia quen rồi. Em cứ là em mưa lâu rồi. Cho nên sẵn chuyến này em gọi em nghía nó hoài à. Ăn hiếp con em xong gàm chữ luôn chị mất cưng lắm. 6.120 chứ chị mất đắp lê liền. Năm cưới ông nội Hào biết ở đâu mà có vải đãi mà. May xin dựng cái nga đài cái gạp ngay chứ bắt tôm đãi luôn đi. Làm như con của bộ. Chắc chuyến sau đi bộ về luôn á. 6.120. Cái này em không phải cũ mới nha, mà em về cái em bỏ em không có chỗ để em bỏ nhúm vô đây. Không phải đồ xe mà đồ mới. À, nè mấy chị, đẹp cực kỳ xuất sắc luôn, em bé số L. Chủ là 5 ly 5 ly 4 giùm em, đẹp nè, giả mang chưa? Ô mấy lì chưa? Em chốt mấy chị em có 15 đôi giá 1450. Chủ em order của hãng bên này là em order hộp cao cấp, em không order hộp thường. Cho nên mấy chị đeo sòn sao nó y chang vậy. Dạ gắn em đang đeo là 50 triệu đó chứ ơi. 3.750.000. 3.750. Mời nha. Mời em mời. Em giữ chủ em mời. Mà lỡ dư bàn là em quê lắm đó. Mấy chị hứa sẵn mình có dịp mình đi chơi luôn. Cái mình mời thiệp. 3.750. Hỏi đi trai. Đi chơi đi đâu? Đi đám cưới. Tiệm vàng trời ơi, sang quá trời sang luôn. Rồi chúc đoàn em 3.75 dịp Phương 15 đôi. Cho chị xem một tí phải không? Rồi 3.75. Rồi, em chốt một bạn. Rồi chị yêu Tiết Lan một bạn. Lâu lâu ở nhà mấy chị đeo hộp giả đi. Đi đâu thì mình đeo hộp thiệt. Giống như ở nhà mình mặc đồ thường, đi đâu mình mặc đồ cho nó đẳng cấp một chút. Ví dụ nhà mặc cái đầm 200-300 ngàn cũng được, đi đâu mặc cái đầm 2-3 triệu, 4-5 triệu cũng được. À, chứ nhiều khi mình cũng xài cho nó, chị biết không, cũng giống như là theo thời tiết vậy đó. Sáng thì mặc đồ sáng, chưa mặc đồ trưa, chỗ nào sang trọng mặc đồ sang trọng như bình thường. Nhưng mà nếu không, cái chỗ không sang trọng mấy chị cũng phải đẹp nha. Tại mình bất chợt mình đâu biết mình gặp nhỏ ghét mình lúc nào. Ngọc Mai Long Thí mắc công cái hổng đeo này kia, nói trời ơi, lỡ giữa chừng nó gặp mình không biết. Ồ biết cỡ này biết làm ăn sao, mình mãi chống lỏng không có đeo gì trơn bà ơi. Tôi nghi quá dạng vậy đó. Rồi ok, tình yêu Mỹ Dung khoan đại chút, ai chồng em kiếm em về. Chồng em kiếm em là em đi về đó. Ờ bà không kiếm tôi, ai kiếm tôi? Ờ giờ tôi tắt bà đi mất công, bà đi kêu tôi về. Bà em chốt với cái mặt halo đẹp nè. Em sale cho Quan triệu. 1.000.000 đẹp chưa, sale 1 triệu. Rồi chốt đơn em 3.770.000. Đám cưới Hào bỏ thì sao hả chị, bỏ cho 5 tờ giấy số cho nó cũng được. Lại chút. Em chưa biết. Em quan trọng như sao cũng được hả chị. Em đâu quan trọng tiền bạc lắm mấy chị, mà đi mà bỏ công ăn chuyện làm. Có nhiều em mà nó đi nó gửi khô về cho em, gửi tôm khô, gửi bánh này kia kia nọ. Em quý cái tấm lòng người ta, công ăn chuyện làm nhiều mà người ta đi gửi cho mình đó mấy chị. Chứ không phải là tính cái quý là cái món đồ đó gửi có bị mắc tiền hay là rẻ tiền. Tại vì công việc ai cũng nhiều á, mà tự nhiên người ta nhớ đến mình, người ta ghi này nọ, người ta đi gửi cho mình. Quý là quý cái thời gian người ta bỏ ra để người ta tặng mình. Chứ mấy chị biết không, chứ không phải tính nó quý theo là cái món đồ đó giá trị bao nhiêu tiền. Em không có nằm ở chỗ tiền đâu nghe cả nhà. Nằm ở chỗ là người ta bỏ công ra, người ta đi cho mình là người ta thương mình lắm rồi. 1450. Rồi 3750 tình yêu Út Nghĩa. Rồi con xả một cái trái tim Hồng Mai. Rồi chốt cho Hồng Mai 377 là chứ yêu Thanh Lan à. Trang Lê bạn sao tới 4-5 cái cho nên không đọc bạn được. Chứ Trang nó mua đồ dễ thương. Chị bạn Trang mua đồ dễ thương lắm, xin lỗi cho nó. Đây em có một đôi bông này. Đẹp xuất sắc nha mấy chị. Đồ mới còn không có bán đó mà em sale mấy chị nè. Em chốt đơn cho giá 1.299.000. Bao đẹp bao VIP y chang sòn. Y chang sòn. Rồi chốt đơn giùm em 5577. 5.577.000. 1299. 5577.
1299. Rồi chốt cho tình yêu duyên nè, 375 còn 1-2 đôi. Em ví dụ lướt, em nói lướt mới, em nói đới cho mấy chị mua cho mấy chị dễ nha. À. Rồi 16.160 giùm em. Em cũng chưa biết đám cưới nào cho em thấy em mệt lắm đó. Còn mệt hơn đám cưới của em đó. Đợt em làm cô dâu không mệt, em mệt lắm. Còn phải tiếp khách chứ con, người ta lại là mình phải nồng nhiệt nè. Bạn của ba nè, rồi bạn mẹ thì không có, tôi không có bạn. Tôi đi học tôi không có bạn nhiều mấy ông nội ơi. Dây em đang đeo là 50 triệu hình nữ hồ tú. 16.160, dây sắn vuông 9D bao đẹp, 1399. Dây đang đeo 50. Đang đeo 50. Em có một cái lắc trái tim Tiffany vàng hồng. Đẹp ngất ngay con gà tay, 1399. Ni tay từ 48 tới 58 đều được luôn em. Rồi 1616 em chốt tình yêu Hoàng Anh Phạm. Dạ. Hào Loss. Ok. Tiết Trinh đó nghe, để kế bên đi Tiết Trinh đụng con cái dây đó gì chị xã lần thứ 2 thứ 3 rồi. Con em chứ nó mấy đứa nhân viên em chứ nó mê anh Hào lắm. Nó không mê em. Tại vì em mở cửa bán hoài Hào lại đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. 15.680, nhất là con duyên với lại con mẫu. Nó cừ trong âm thầm và tại duyên thì nó ngủ. Con mẫu nó về nó đi ăn với chồng, trân trọng. Ở Trương Trọng chứ không phải Trần Trọng ấy chị ơi, Trọng Thị Mỹ Châu á. 15.680. Lại tiệm giá khác không mà có nào rẻ được, Vinh bán rẻ cho. Vinh bán từ 9 giờ sáng 9 giờ tối này là gặp Vinh đi. Có em đây mấy chị đừng lo. Qua tháng Giêng làm như hơi ế, mấy chị không có đi chùa. 15.680. Ok Trần Chi, thánh kiều so much. Chị ngầm về chờ thánh kiều bà nghe, rồi cho tôi 5 triệu đi. Rồi con hay sao rồi? Nữa con vậy đó, con dục bà nữa con đi xa không hiểu không? Mày mấy yếu anh dùng thế không? Ở Long Xuyên còn mở cửa không hả? Em tám chờ Hào đóng cửa em ơi. Không chừng em đẹp gái qua lời đi Hào tám ngữ. Đẹp đẹp nó mở cửa lâu. Em min lâu quá, đẹp trai, nhà đẹp gái quá nè con. 5.555.000. Không biết sau này vợ Hào nó sao, mấy đứa đẹp đẹp lại nó không bán nó đủ về hay sao. Chứ đó đẹp đẹp lại là tôi si đồ 4-5 mốt đi về đi, ba không lấy tiền bơi đi về tặng luôn cho là biết sợ sợ lấy tiền đứng cái thời gian mà móc tiền ra hối 200.000 lâu lắm, phải thêm 2-3 phút nữa cho nó thôi đi về luôn. Rồi chốt cho tình yêu nào đây? Thu Quanh thôi anh với trời ơi, cảm ơn Thu Quanh nha, bà chuyển tôi nhiều bé Quanh. Chúc bà đừng đâu ý 5 mốt mà lấy móc tội nghiệp tôi nghe Quanh. Đây con gái con yếu dùng thế cái nào cũng được, nói cô con đừng có quýnh quá. Ví dụ như con dục qua vậy, tại cô nhìn tao gỗ vậy cô gầu nè. Sao con dục qua đây chút xíu con đẩy con đi sao. Chắc ăn trong đây là ví dụ người ta chuyển tiền mà mấy đứa nó sẽ có. Còn ví dụ có nói mấy chị ơi, coi lại cái bill màn chút con vô sao, đồng đưa vô đất. Rồi em chốt tình yêu 50, ok tình yêu Lon. Nữa con lên tính tiền nghe Lon nhá, 1.150.000 nghe Lon. Tại nó cỡ này đó, 50-51 gì thôi. Chủ tiệm vàng mà cái cửa đóng thì thôi đó nghe. Nó rét dữ con, nó rét chứ. Mùa này mua 1150 nè. Dây bính mới 4.5 nè, khách mới mua xong khách đổi đồ liền cho nên em không có sale rẻ được, ta lỗ 10%. 1499 nha mấy bà, 1499. Năm tình yêu Thu Quanh này, bữa nay làm như Thu Quanh mua sỉ về đeo luôn cái gì á. Thu Quanh từ giờ 6 món luôn không em? Xít món. Rồi cho em dây 4 bính. Sắn vuông ha chế, rồi ok chế. Đẹp không tỳ vết 12.960. Ồ, hôm nay bà này mập nha. Nay mặt chành bành rồi. Chắc bà hồi đó thấy nó nhôm nhắc như cầu ma, nay nó cỡ mặt con Duyên rồi. Duyên Duyên chi hả? Rồi dư âm của thuốc luôn. 12.960 qua nay cái mặt mày như cái bánh bò như ngang tay luôn rồi. 12.960. 1.290 sắn vuông hả chứ. Ngày này vuông lên vuông cho chứ muốn gì là em đáp vậy? Phục vụ đáp ứng được cho bà con. Rồi 4.5 9D đẹp luôn em. Mì đó ha chị, dòng đinh đó chị. Rồi cái mặt này 4.6 xả sale cho 1.2. Mặt trà nồi này đụng hàng em đền, tới bây giờ nó vẫn là bản đặc biệt. Quen đầu Amaro nhà em nè, trắng tươi em nói thật sự sòn ở lại ngủ với đuổi nhà em luôn.
có nhiều chỗ vỏ sòn xấu quắc cháu rất là thô. Cái này mấy cái hãng bên đây là em tiễn đó. Rồi chuẩn bị buông lụa 610 với mấy chị nha. Không biết tiền đâu làm. Mong mấy chị ủng hộ. 28.600. 4.600 là bảo Ngọc Hoàng đó. Đọc tên một người bản Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Bạn có hình là bạn có đơn, cứ đặt cọc cho mình. Nhân viên mà làm sơ sẩy mình đền giúp đôi tiền cọc cho. 28.600.000 chiều dài 4 tấc. Sorry chiều dài 4 tấc. Chị sorry 5 tấc, sorry 5 tấc, 5 tấc mấy bà ơi. Mặt bông mai bảo Ngọc Hoàng lấy đây. 28.600 chiều dài 5 tấc, chút xong cắt ngắn nha. Ai muốn cắt thì cắt, không cắt thì thôi. Hồng Mai chuyển tiền nè, Kim Thư kế bên nè. 24 bữa nay 6, giờ này 6:40 rồi chị lên lại 40.000. Được, được, làm cho anh đi. Ngọc Hân ơi, Ngọc Hân ở sao à? Nói cho anh đi. Rồi với mì thun nè, mấy chị 4.5 tấc. Em chốt cho nha, 1.3 triệu, mì thun huyền thoại. Mì thun mấy bà đeo mà bức đứt nha. Đeo cũng nhẹ nhẹ chứ em nói bền bền chứ bức là đứt ông nội ơi. Cộng này nó như cộng chỉ với cộng 3 lượng đâu đâu. 4.5 triệu. Rồi bạn Dung bán xạ, có trái tim màu tím là xạ. Chị Mai dịu dàng của Vinh đẹp xỉu mà con dẻo đi qua bên kia mua chị ơi. Chạy nó mua hai chiếc dọc bên Anh Giang luôn đó chị. Mà nó qua bển nó còn kể với Anh Giang nó là nhân viên của em, gái em đó rồi, vậy sao được chị? Có phải là người ta sẽ cười chê em không? Gái em chị ơi. Gái em mới cho em đôi dép đựng 120, hai đôi 240. Rồi em hỏi chị nè, cái vụ này em đâu chối chị nè. Chị phải trả lời cho em biết đi, coi nó nói đúng không. Để chị biết con gái chị coi nó làm sao, nó con người nó làm sao nha. 4.5 triệu tình yêu thu tâm chị. Nó nói chị vô hụi cho nó đó, ví dụ như 2 triệu là nó đưa 2 triệu chị đóng. Ủa nhưng mà em kể chị nè, hụi nó hốt chưa mà chị bắt nó đóng 2 triệu. Thí dụ như hụi sống thì đóng có 1 triệu 3, 1 triệu 2, 1 triệu tiền lời 200-300 ngàn. Em phân tích cho nó về đầu tiền chị đó. Chứ có nghĩa dụ mình, em hỏi nó. Em hỏi nó là hụi sống hay chết, nó nói là hụi sống sao nó 2 triệu bà lấy nó 2 triệu vậy. Bà đền nó đang lần 300 kìa, em dạy nó về nhà lấy tiền mà lại đó. Đó nó đưa 2 triệu cho bà luôn đó, còn sao vậy được, cũng được nha. Vậy là không được, con gái em nó không chịu. Rồi có một cái lắc LV nè mấy chị. 1.7 triệu, em chốt đơn cho nhá, 1.450 triệu, con gái em nó đưa chị 2 triệu đó. Để coi mẹ ruột với mẹ nuôi coi sai xử như sao. Chốt đơn em 83-80. Thiệt gì về đòi là mẹ nha, lần 300 đi con, không gây vô 10 lần chưa? 30 lần là chưa đưa lại 4.5 triệu. Lần mày lời được 300 ngàn nó về đi nhớ, nó kêu tụi nó tao dạy mày đòi đấy. Lần 300 mà 30 lần là 4.5 triệu phải không mẹ hà em? Vậy kêu đưa lại 5 triệu, bà quýnh mẹ cái nâu mắt nữa thôi tao nghe. 83-80. 838 ở quê tình yêu thơ. Kêu dạy về đầu tiền má nó. Đây nè. Bây giờ nhà má nói người ta nói ông như quê con nói con dễ thương. Không biết ai nói mày dễ thương luôn đó. Đây mấy chị có một cái lắc nè, chuẩn bị lè nha, thương hiệu nè. Ủa mấy chị quỷ này gì ó hay hơ mẹt gì quên bà nó hả chị? Chốt luôn cho nhá, 1.2 triệu không phải quên mà tao không biết. Nó giống giống nhau gì mà tròn tròn cái chút đi pha lì. Cái tròn tròn cũng cặt tay. Cái tròn tròn cái chút xíu cũng qua gì đó. Cái chút xíu có mẫu gì nó. Sao nó muốn liền gì nó ra ha. Cô Khang An nói là 9 triệu chứ mày 4.5 triệu đâu. Mày bị má mày lấy rồi. Gì đó luôn hai gái. Màu hồng đẹp lắm mấy bà. Em coi có cái sổ catalog mà đồ thương hiệu cho chút xíu. Nhìn hai kiểu giống giống nhau tròn tròn không. Rồi chiếc nhẫn có một hộp cao lên gì cái kia bằng Tiffany. 24.300. 243 vàng hồng luôn nè mấy chị. Cái này vàng hồng thấy đẹp hơn màu trắng. VIP luôn, có một mình em có luôn. Nếu mà lắc sòn bà mua thương hiệu con này chắc nhiều tỷ lắm đó. Ai biết nhiều tỷ. 24.300 xeo giá 1.2 triệu. Dây rắn 610 tấm chính chị có không? Đặt được đó em gái. Để từ từ đi chị củng cố đội hình này, chị đặt dây rắn 610 về cho mấy chị. Đẹp lắm chị Hào Quỳnh ôn. Đẹp dữ lắm chị ơi. Ok chị, cảm ơn chị Hào Quỳnh. 243 Ái Hà sao nè, uống quá trời uống. 35 triệu đi. 4.5 triệu đi. Đẹp trai không?
xấu tao mới bớt đó, đẹp tao không bớt đâu, chồng tao vậy đó. Cái này em cũng hơi mê trai đẹp, mấy chị biết không, chồng em nói em gì đó. Rồi dây rút này mấy chị xả cho 1.350.000 rút bốn bính với chị Ngô Lon rồi, em chụp cho chị yêu coi. Đó này em coi, ví dụ em coi mạng mà gặp trai đẹp lướt em lướt lướt em né chồng em. Chốt đơn em 5 triệu giùm em, 1350. 5 triệu, em định dắt chồng em đi sửa mũi mà chồng nói em khùng mấy chị. Định dắt chồng đi sửa mũi hút động mỡ càm, động mỡ. Cái đi gì. Dạ mà anh mà mập quá mày sửa cái mặt anh sẽ gọn là dây lai. Nó điên cái gì vậy, sửa. 5 triệu. Tại bạn sửa một. Ba mày hút mỡ toàn thân luôn cái gì. Rồi 5 triệu em chốt trai đây. Thằng BT là bí ti hay gì? Ok. Trời ơi, nó đẹp sao chị bỏ hủng vậy? Uy tín. Bà Vinh ơi sao chặn tin nhắn? Ê, tôi đó giờ tôi chưa biết chặn tin nhắn ai luôn á. Dì Phương ơi, coi có sự nhầm lẫn gì không? Dì Phương, bà điện 0339662 coi tụi nó giải quyết cho bà sao coi. Tôi đâu có chặn tin nhắn ai đâu trời. Không biết chặn luôn nữa. Nó chặn nằm đâu hả? 15.680. 15.680. Chị mới đóng cửa rồi, em cao ơi, em mi. Em mi. 8 giờ nhà chị đóng cửa rồi. Trời ơi, cái dây này đẹp mấy chị ơi. Rút 5 triệu bà tươi, bà lấy, gì, sorry. Bà Hằng bà lấy rồi. Hằng trước tươi. Rồi, dây này đẹp không em, dây sang nè. Dạ, đẹp đọc tiếng Anh nha, em đọc cái DC. Trời ơi, chết, nghe cái chữ đắt chơ, sao đọc được đây, chữ DC em đọc được. Còn cái chữ đắt chơ, phải không em đọc đúng không không? Ê, mặt tôi không có chặn bài, ê, cái nút mở chặn ở đâu vậy? Đứa nào còn coi tin nhắn của Diệp Phương ơi. Ê, tôi không có chặn bà luôn á, nếu mà tôi chặn bà là tôi đâu có comment ấy đâu ta. À, chào em, mua bán dễ thương, có dịp về Việt Nam chị sẽ mua đồ em. Dạ, em cảm ơn chị, em đợi chị nha. Em đợi chị đó. Chốt giùm em 12 triệu đi mấy chị, 1350. Em đợi chị nha, chị về mà chị gặp em là chị còn mê em nữa. Biết bao nhiêu người say đắm xong rồi, người ta hết tiền. Em có một cái trăm cà áo này. Vừa làm trăm cà áo được, vừa làm mặt dây chuyền được. Em chốt cho nhá, 1.50 triệu. Ok, bà Nguyễn Vi xinh đẹp thân yêu, có áo màu đỏ. Khổ không chết cho 1 triệu hoài. Hồi sáng em bán mấy chị được vô cũng kha khá. Cái em trả nợ tiền hàng hết trơn rồi. Chị Thảo Trang, em sửa cái nhà xong em sẽ tặng quần áo cho mấy chị hứa. Hứa năn nỉ gì giờ em tặng chị làm ở chuồng luôn, có đồ mặc. Mà nó dơ lắm rồi. Giờ áo giặt xong là buông ra như da mèo vậy đó, không ngủ được. Em nghe nè, em gái quê xứ dừa, tôi nghe bạn yêu. Rồi lên lắc bi phải không? Đây. Em có một cái lắc bi này. À, bi bi phối Pandora 1350. Làm trăm lại mặt không em. Em chào tình yêu Trang Nguyễn nha. Hồi nãy em mới bỏ cái filter đánh má hồng với hai son, cái giờ em bị nhợt nhạt quá, tại nãy em sợ ngào nó không đẹp. Đẹp à. 13.200. Dạ. Đây dây sắn nè. Mẹ lúc nào cũng đẹp con ơi. Bình thường lắm. Con nói gì lạ lạ hay hơn được không? Cái chuyện này nó quá bình thường. 4.5 tấc. Sớ đẹp giả mang con bà ngang luôn mấy bạn ơi, 4.5 tấc. Rồi 13.200. Nè áo giỡn cho nên là mình đâm lủng lỗ thoải mái. Áo thiệt chứ mình không dám đâm. Mặc đồ giỡn không có cái hay mấy chị. Mấy chị thấy em trông nhận mát không? Không có mang dép lào đi bình thường. Ổng bình thường lắm mấy chị, cho nên cũng không có phải là phải mặc bộ đồ mắc tiền mà vài chục triệu mới cảm thấy là mình vui, mình hạnh phúc vậy đó. Mặc cái gì thoải mái thì mình hạnh phúc, hay mắc tiền cũng được mà rẻ tiền cũng được, miễn mình cảm thấy vui là được. Mấy chị nha, em bực bội em buồn dữ lắm, chút xíu à, em tự ngộ ra chân lý à. Hết buồn, hơi đầu buồn. Rồi, em quê xứ dừa. Ê, tặng tôi trái dừa ăn nha, uống nha. Mới quen luôn. Tao chúc đơn tôi kêu tặng dừa chưa uống không. Chịu mốt 50. Không mua trái dừa trên Sài Gòn 35.000 một trái, Phật độ luôn, mắc quá trời. Còn trái kia có 10.000 mà về khui không có được. Nè, chế 1399, 4.5 tấc. À, lưu ý giùm em, chốt hàng duy nhất một trang này thôi. Ngoài trang này ra tất cả đều giả mạo.
mãi mãi một tình yêu trong nước, ngoài nước, Việt Nam, nước ngoài, tóc dài, tóc trắng, mỹ đen, mỹ ngắn, trắng giùm em mắt mí, hai mí gì cái này nha. 24-27. Dạ, 19 triệu. Em nói nhà cửa lu bu quá, em đi không được cái chồng nó, trời Phật ơi, nó ngoài livestream ra bây giờ là nó lỡ không, có làm gì luôn. Rồi cái sáng em mới bị mẫu nó em. Trời ơi, ngoài livestream ra không có làm cái gì hết mà nó bận rộn. Ừ cũng đúng mà chị em chân. Mày làm biết. 19 triệu chốt đơn. Ồ xứ dừa không kịp rồi. Ồ cho xin 3 triệu cái xứ dừa yêu nè. Rồi chị Thu Thảo cho xin 3 triệu luôn. Chị nào vào vào xin 5 triệu. Còn ai vừa vừa nó xin 2 triệu. Đây em có đâu ngôi sao nè, con đặt mẹ 20 đô này. À em có dây này cho mấy chị chiều dài, một mấy chị muốn cắt ngắn thì cắt, còn không thì nó như phụ kiện nằm ở ngoài tầm 5 tấc rưỡi. Chốt cho 1 triệu 350. Nhà cửa em nói mấy chị nó bùi thì thôi đó nghe. 11 triệu 230. Sòn ngày mai em lên với ý cho mấy chị. Sòn ý. Mai mấy chị muốn em lên ý số lượng mới hay ý sale. Ngày mai em cũng định mâm mới với hai mâm sale cho mấy chị nè. Rồi chúc đơn em 11 triệu 230. 11 230 rồi. Nó đẹp nữa nè mấy chị. Ở đâu ra mua đẹp gì. Rồi chúc đơn em hôm nay là 4 tấc 2 4 tấc 3. Ừ em cũng mê em tóc ngắn, tóc dài không chịu không nổi. Em quen tóc ngắn mấy chị, giờ nhìn lại mấy thằng tóc dài này. Nhìn mắc cười quá, làm như mấy em. Rồi chốt đơn em 16 triệu. Mình 10 gam ha. Đi Úc luôn hả? Trời đã vậy, đưa con đi học cái gì. Rồi 16 1399. À, ồ không gầy nè. Ổng gầy đồ, đồ lên xuống quá. Nam cho chuồng luôn rồi, không bán nam. Rồi chúc em 16 triệu. 11 cho 230 Quỳnh Trần. Ê tôi giờ bằng 3 món rồi, chuyển 3 bill nha. 11, 2, 30 Quỳnh Trần. 16 Kim Thư. Tóc dài mới 1 cục hả? Hồi đó tóc dài đi nói đó em, mà không phải tóc thiệt đâu. Nói sáng tức gì nha, có nhiều bữa nó ngứa cái đầu em. Sáng mở một cái đầu như lông dịch vậy, nó gớt. Trời ơi ông sư uống nước diễm hết rồi mà nó bà nội tóc tay tùm lum nhá, ngứa bứt mấy chị ngủ không được. Bứt tóc sáng ngồi gỡ mà xưa nói mấy chị cục keo đó mấy chị, mà ông nói xong mà không biết sao ông hay em nói cái đầu như đinh nằm. Trời ơi như trời hành em. Hồi đó thời Minh Hằng đó mấy chị, Minh Hằng nói cái đầu phù luôn như nè, cái mình này nhỏ xíu không nha, cái đầu phù như con trâu vậy. Thế em 2 triệu 8. Cuối tháng này mày đừng lên lương vậy ơi, mày cười đá ở đó vậy. 2 triệu 8. Nó mắc cần không, nó cười hoài không? Sao không lép được như nó vô cảm luôn, nó không cảm xúc luôn, nó không cười là không. Mà nhỏ cái bên cười hoài. 2 triệu 8. Bà ăn thì thôi, bà ăn hơn em. Bà đi chơi bà nhớ nhắc ai nhưng mà đụng vô bà như lửa lam à. Mình đụng vô, tao nói như bông gòn, chỗ nào cũng thịt không. Tụi dương viên này còn nói dương mẫu đụng vô, tao nói gươm dao lửa lam như sau lưng nó dắt làm như mã tấu sau lưng như sao đụng vô, tao nói xương không. Mà mình chia nó cũng được. 19 triệu 800 ngàn nhà em, chàng ơi ở đâu ra đồ bi mua 1 triệu 350. Lối em nghe đi mấy chị, kể em nghe coi, quá đẹp. Dạ bạch kim y tá lì Nguyễn Thị Khanh Thiết ơi. Ừ chị Thị không có, Nguyễn Thanh Thiết 282 lấy rồi. 19 triệu 800. Cái lạc xước có chiếc nè coi. À bạn trời xin lỗi đừng kêu con rồi. 1350 cầm gối nữa gửi nó. 29 triệu 800. Banh này bé yêu, banh mềm luôn, đẹp một cái quên cả lối về. Banh này là khách mít xong khách đổi đồ. Mình nói thật sự ngày xưa á, sửa nhà này xong em có nguyên một cái tủ banh chỗ này, cái tủ sòn nè. Em nói với chị nghe nè, cái tủ sòn này sẽ đem qua bên kia và để dưới cái bàn salon giống như cái tiệm vàng ở trên kia, em cho mấy chị ngồi cho nó dễ. Còn cái chỗ này nè, cái chỗ mà em để sòn nè, em sẽ bán nguyên cái tủ banh này 610, 24k cham giống châu Tài Phúc với lại Pandora cho mấy chị tự phối. Vì mình em suy nghĩ á, mình phối một cái mít, một chiếc ba này nè, dù đẹp dù xấu gì nó theo ý mình nó vẫn vui. Đó mấy chị, chế châu, túi, eo là di con gấu, trái tim. Đó chế châu này em chốt cho mấy chị giá yêu thương, banh mềm luôn. 1
1350 em chốt 1299 luôn. 1350 là giá đã quá yêu thương nha. 44.700. Con ngắn con kia chuyển chưa con? Ờ chuyển rồi, con ngắn chui vô hang à bạn ơi. À, lâu quá không có dòng cạc tiền. Đây, có liền bé yêu ni 48. À, welcome, à, 48 nè. Mới hôm qua bán 1599, 1550 giờ bán với bạn 1.400.000 đó. Ờ, lá gì làm qua đồ mới, con này đồ lướt mà. Mấy chị tính đi đồ lướt mà đẹp gì nè. Nè, em cho mấy chị coi nè. Nhận không đẹp bóc lên Facebook liền. Thì sao con? 2.800.000 ai mua vậy? Không biết nữa, bạn nào mua lông ngôi sao 2.800.000 nha trời. Chưa thấy là chốt cho người khác luôn nha. Không cảm ơn tôi nha, xong ngăn là nói chuyện hoài xàm xàm ba lát nè. Rồi chị yêu Thúy Linh nè. 447 chứ ơi. Nó đẹp như em đó chứ à. Xinh như vậy đó. Ngày mai 1 giờ anh like, ngày mai soạn đồ giá đồ tao đó. Xin qua cái trả nợ, xin lại cái trả nợ hoài, tao nhập hàng cho mấy chị đó. Nhập xong quay trả chứ không lai giật. Thôi con ơi, mẹ cũng muốn lắm. 15 triệu. Hỏi con em kêu giật giật luôn cái em nói ừ thôi mẹ cũng muốn lắm. Mình nói thôi thôi con ơi, mẹ cũng muốn lắm. 15 triệu đi 48 49. Nó giận giỡn thôi chứ mấy chị giật gì của mình là mình mới được. Không phải tiền của mình có lấy cũng không xong. Cho nên tôi thiếu nợ ai tôi lo lắm em à, tôi lo trả lắm em. Ok bạn yêu Như Ngọc, mầm lơi, mầm lơi là 15. Chụp bill đồ này kia kia nọ nha, với lại hỗ trợ mấy bạn. Có nghĩa là tao lùa lính như là mấy nữ tặc này vô đây nè. Vô đây là không được đi ra ngoài. Cho nên là có gì hỗ trợ thì lấy. Nhưng mà đang giữ về mà kêu lấy đồ ăn là cho đợi nghe trời bạc ơi nha. Ờ mày đẹp trai lắm đó. Không vậy mày nhớ không? Ờ mày gắn giữ nét đẹp trai vậy nha. Ok nè, có lắc trái tim nữ hoàng Elizabeth. Cái này là nó để cái chữ trời ơi Hào ơi tiếng Anh nhiều quá mẹ cũng. Sao giống chữ xì tét tét gì vậy? Refresh ta. Không thích, không cả. Nè, chồng 15 ai lấy rồi hả em? Không bán đồ à? Ê, ê, tôi nghe nè, giờ đổ gian, muối gì đổ gian ơi. Hơi nhiều chuyện. Đây nè, em chốt chỗ này 1399. Pít tai, đọc pít tai là được. Trời ơi, con em đọc tiếng Anh tào lao nó gì đó ông nội. Tôi nghe tiếng pít tai vậy đâu. Thôi, trái tim tiên bên này đi, đi tay 55 trở lại. Trời ơi, thôi thôi tiếng Anh đó, nó nói chuyện mà nó yêu nước ngoài nói chuyện à, hai lần thằng nào không hiểu chứ. 13.355.000. Nói năm nay nó hiểu à, cái cuối cùng chồng em móc Google và dịch. Giờ khỏi biết tiếng Anh không mẹ gì. À, giọng hả? Đợi tôi chút xíu nè, bông 2.8 ai lấy rồi. Bye bye. À, bé yêu đẹp gái order 50 chiếc vòng vòng gì quên này. Dòng cạc tia đó em, dòng 25 hồng 25 trắng về chưa muội ơi, ngày mai chị có gửi đồ cho muội đó. Em phải ngọt ngào với người ta đang có đồ bán cho mấy chị thấy em đau khổ quằn quại chưa. 13.400.000 giùm em. Ngon sao? Em rất là tích cực nha mấy chị biết không, tại vì em không có buồn lâu. Nhưng là mấy chị biết không, em chỉ buồn này nọ là cái người ta hương mình thôi, còn mấy thứ mà không hương mình, mấy thứ không có đáng nghĩa. Em tức chút xíu hết à. Giống như hỏi em tức hơi lâu, em tức cái 5 giờ sáng rồi đó, là lâu rồi đó. 13.400 với tình yêu tiếc hương. Đối với em mà em tức mà từ mà 8 giờ tối tới 5 giờ sáng là cuộc đời em giấu ấn trong cuộc đời em dữ lắm đó. Một ba chín chín. Đây. Đẹp luôn mấy chị ơi, đẹp xuất sắc. Em mua ruột ban hả? Chưa, ruột ban chưa. Muốn gì muốn là cũng phải tầm tháng sau em kêu chị đặt ban về đó nha Nhà Duyên. Chứ em để cặn này ban đâu hả? Tiền không có, nó đặt lần trăm lượt. Bà kia đặt 100 lượng xi măng mà nói chị không chân được nhiều. Rồi đợi cái tủi xi măng này 200 lượng hay vậy? Ồ xi măng chỉ 200 lượng hay vậy? Tiền đâu chứng chứ hả? Rồi chốt em 45.800. Cái này em có cái mắt nói luôn nha. Thường em cắt mắt của mấy chị bên kia đó em chừa lại hết mấy chị ơi. Cái tủ sách em như bộ bối thần kỳ, hô xính gì cũng có hết chứ. Xi lên có bạc màu không? Là xí gì chế? Chế xi màu trắng không có bạc màu. Chế đeo có cũ thì xi lại. Giờ chế muốn đẹp thì lâu lâu chứ không phải đắp mặt nạ nha em. Mà nhiều khi đắp mặt nạ vẫn bị nổ mụn chứ đâu vậy. Mặt nạ cũng không có thần kỳ, collagen cũng không có thần kỳ.
cái gì cũng vậy, nó chỉ bớt bớt cho mấy chị trắng trắng thôi, mà ai mà nói uống mà sạch này nó không có. Cho nên nói mấy chị nghe, con người ta là cái vật thể, không phải vật thể, cái gọi là cái cơ thể sống đi mà nó còn gì nữa, mấy này đeo cũ thì đổi khác. 45-8 cho chị yêu lùng trường phàm sướng nha, 1399 nha. Đó, thêm cơ thấy em không, nó chơi chế. Chế tôi bà chế đi mua vàng. Bên Vũ có rồi, chốt sale cho em đi nha. Để có đồ sale không, đồ sale mới chốt được, còn không đồ mới chị chốt mới mà chị bán rẻ cho. Mà thí dụ như em chốt giá mới hay nữa em cũng bán đổi chị giá mới chứ có mắc mát đi đâu đâu. Không mắc đi đâu hết trơn, còn cái thinh đó hả em. Cho nên đừng lo, thích chơi thôi. Rồi em có một cái lắc nữ hoàng nè, chị nào mà đi tay nhỏ là vô mắng em sale cho 1.050.000 một gam. 1050. Chị hả? Ba đọc comment trả lời bơ chất vấn đề. Vậy hả? Thông cảm. Rồi đi tay 50 trả lại giùm em này. Ý MC màu trắng. Thích màu bạc hả? Ủa cho màu bạc là màu gì trời? Ha, bà đợi tôi chút, tôi đọc lại coi, đợi tôi chút đấy. Chưa? 12.300.000 giùm em sale 1250. Ngày mai vú xuống thì mới chốt giá được, nhìn cái gì mới được. Đi chung với đồ hôm trước không được thì đi riêng giùm tôi nha anh MC Lê. Cái gì xong ơi. 12330 1050. Khóa 3 neo gì? Nó nghe nè. Nó góp ở đây anh Cham, mà mai chị mít cho anh Cham chỗ này đó mới đẹp. Để chị lấy cái món nào chị để vô cho nè. Khóa 3 neo gì nè, không có chỉnh đi được nè. Nó nghe là mai mà điện hotline 0336 số 2 mà gặp Hậu Đen thì tôi tư vấn mai cho nghe. Cái vụ mà si bạc bạc gì tôi đang không hiểu cả. Cho tôi qua khúc này luôn nha. Tôi không có hơi. Tôi nói chuyện tào lao được mà tôi tư vấn nó không có hơi. Chết rồi, kiếm cái chầm nhỏ khó gì à. Ngày mai tôi gắn cái chầm túi sách cho bà nghe. Mỗi 1399 này chốt em 30.500.000. Ngày mai tôi để cái chăm túi sách đi đây cho bà nè. Không biết tôi giao tụi nó làm rụng hay tôi rụng từ đầu nữa. Đẹp xuất sắc chia xã 375. Ok chị, 30.500.000 mai thêm cái chăm túi sách còn 2.000.000 nữa mấy chị yêu. Ni tai quên nữa, 50, 51, 52. Ni tai 50, 51, 52 dùm em. 30.500.000. Ngày mai cái chăm túi sách nằm ở đây à. Ok đông đầy. Ê, gắn mập lên chút được không mày? Giống tôi nè, tôi mập lắm, tôi không gớm được. Bây giờ này chút xíu về tôi ăn nữa. 30.500.000. Không có cái ruột ban để bán. Có 1399 nha. 2.800.000 mai lấy rồi. 15.680.000. Đó. Đẹp xuất sắc chưa? Ôi mê ly chưa? 15.680.000 giá 1399. Không biết điên mấy nữa chị, mà em nói mắc được mà. Thí dụ lỡ vừa chặt gọng em lo được. 15.680.000 màu hồng. Xã 5577. Ok, mai lên phòng sao dí sao cho. Đây em có một cái dòng này, đẹp quá đây trơn. Ni tay đang cầm ni tay 52. Em chỉnh sửa ra ni vô ni được luôn em, đây trơn đẹp ha. Em chốt luôn cho giá 1.200.000 biết. 1568 em chốt cho tình yêu Hà Quỳnh. Đẹp luôn chế ơi. Chồng chế chứ thương chế lắm phải không? Tại vì chồng chế sẽ nói ôi người phụ nữ Việt Nam kim chỉ đá lửa, chỉ biết mua vàng cho Vinh. Tích lũy hành đa mà cũng lỗ luôn nghe. Cái gì? Chốt 30.500.000. Được. Không được ba, con mèo nằm, mèo nằm trong đây á nè, mấy mèo hành tài. Nó mấy mèo hành tài con gì á, con gì mỏi nhỏ nhỏ á. Trong đó sao sợ, bốn cái trang kia thì đổi được, mày đưa khó vô. Nằm trong đây rồi sao tôi chị mở được. Không chỉnh đi được. Tưởng đòi thay mấy cái chuông mấy cái này được bà nhỏ. Mày chơi ngặt với hai con nhỏ giữa này nó ăn coi. Vòng tay 14.400.000. 14.400.000, bao nhiêu cái bi liệu mấy chị nó nói cái em cũng đại tới lúc lên lầu. Cái em cãi với mấy đứa nhân viên trên lầu cái đã, mấy chị gửi clip qua trời ơi. Mắc nhục luôn, tôi nói không. 14.400.000 xem giá 1.200.000 đúng rồi. Ở bên Nhật con cú đó là nó im lắm nè. Không phải mẹ thằng Tài đâu, bà đặt mẹ thằng Tài à. Đây nè. Cái này em nói mấy chị nghe. Cái này á thì mình có thể gặp ở ngoài nhiều rồi.
Nhưng mà cái miếng bia tròn lớn và đẹp không thấy cháu như thế này thì chỉ có mình bé Vinh thôi. Sự thật vậy nha. Dạ chị. Ồ cảm ơn chị chuyển liền. Cảm ơn chị. Ồ ơi chị tẹt ra ra chứ đi rồi nữa ghi sao hiểu không? Để tao gặp cái đó cái tao quậy tao hoài mày chịu chưa? Giờ nữa mày không hiểu ha. Trời ơi đẹp mấy chị ơi. Ni tay 54 nè mấy chị. Cắt bớt nhiều tin nhiều đây nè. Listen to me look at in nhìn cho em nè. Cái khóa nó đẹp nè mấy ba. À, mua cái khóa chỗ khác cho nó xấu quá hà. À, 23.600.000. À, thì à, hay gì? Cái gì không phải thì bà Hằng là bà xã 5 triệu. Xong đó hả? Ờ, cứ tiền hay gì cho 1 tỷ vậy? Ờ, à, vậy đi, ok mẹ, tưởng gì? 23.600.000, mày giận giỡn thôi. Nó mở độ cặp đào với lại cặp cặp víu một cái. Bây giờ mẹ nói con nghe nè. Mẹ nói nghe nè, ví dụ mẹ độ cặp víu là mẹ độ luôn cặp đào. Chứ nếu mà mẹ độ cặp víu là đi cắm đầu sao? Dạ, yeah, trời ơi. Dạ, yeah, dạ, yeah, con ơi, mẹ kéo kéo ra được. Rồi, 1.2 triệu. Xã tình yêu Hằng đây con. Mà không biết nè. Một bên ký, hai bên 2 ký. Hai cái đít là 2 ký, hai cái víu là 2 ký là 4 ký. Nếu mà ví dụ như cô con là có làm luôn cái này đào với víu chứ mà làm đào không là đi cấm đầu. À, còn chị Duyên thì chị Duyên hay làm đào cái víu không? Nè chút đơm em này. Duyên nó đưa tiền nó mua đất đi chứ đừng làm cho nó mất công lắm. Em xem với 1.2 triệu. Chịu định mua cùng dây góp 2 lần 3 cho chồng nó đeo đó mấy chị. Đi nghe em định mua cùng dây 2 lần 3 102 triệu đó. Đất 65 vừa rồi đi ghé đi hai lùng ơi. 236 chút đơm rồi. À, 5.4 triệu. 5.4 triệu. Em nói mấy chị nghe này, cái chương trình thách thức gian hàng người ta nghỉ rồi. À, cũng được rồi mấy chị. Em lên ngon cho mấy chị cái này coi cái mấy cái kênh khác. Mấy anh chị khác đâu có hài nhã miết gì đâu. Mấy anh chị khác thì mấy chị có coi được bán được móc câu lưỡi câu được không mà. Tại mấy bảo móc mệt lắm. Biết hết trơn cái bộ chị nó chưa nè đó. Đẹp xuất sắc chưa? 5.4 triệu. Ok Mai Ca. Coi em là coi là còn hơn là thách thức dân hài nữa đó. Còn mấy chị coi mấy kênh khác là toàn là mấy cái kênh móc câu mà. À, đẹp chưa? 5.4 triệu. Siêu đẹp. Rồi. Đây đây, ô mế lì. Con dèo đi nó cười một cái, cá khỏi ăn cơm. Em có một cái lắc LV sale giá 1.2 triệu. Mấy chị cười cười nhớ chuyển khoản nha mấy chị. Cơ cơ nha. À, 22.8 triệu mai mua vài bữa về 22 chục đôi bán 3.5 triệu. Tại vì mai mốt hôm sau về làm bán 1.4 triệu chia 50.000 á. Rồi lắc này resize có toàn ven tăng đưa 14.340.000. Lắc LV hộp giọt nước Amaro 14.340. Nhớ nha. Tao không là nó cũng ngu nó quên chỉ mày. Đây gặp cái gỗ cái tao dãy hoài mày dục qua dục qua nó mày gánh mày làm sao? 1.434. Ờ vừa nãy nha chị gái. Rồi cho tiền đấy chị, cho nhiêu vậy? Tiền em cho tiền là nghỉ chơi á. Tình cảm nè, vợ chồng gia đình yêu thương, con cái trả hiếu. Làm phước từ thiện bây giờ phải có tiền. Ờ, à, chứ mà nói từ thiện hay là muốn làm những chuyện yêu thương mà không có tiền cũng không được. Không được, nói gì đó. Còn ví dụ như nhân viên nhà em đã được lắm, nó không có lấy tiền bạc gì em chưa á. Làm gì? 1.434. Rồi cái vụ đồ làm đồ sale là nhớ gì nha mẫu, chị có ẩu là em nhớ nhắc chị kỹ nha, căn dặn chị. Còn chị mà có lỡ đi đường làm đường lật lối mà nói nhiều quá nhớ nhắc chị luôn. Rồi chúc đơn em hết. Đây. Đẹp xuất sắc chưa? Ô mê ly. Quá xinh, quá đáng yêu. Em chốt cho mấy chị giá hơi bị VIP 1.3510. 357.610 sale mấy chị. Yên tâm. Chị gọi chị Lon rồi. Lon hay bà đâu mà Lon. 1.434. Trời ơi cái lắc đó quá trời người chốt nha. 1.434 chị Lon có nít màu hồng nè. Cái vòng tròn màu đỏ nè. 10.530. 1.350. Ở đâu ra mấy bạn mua cái lắc ba này đẹp. 236 nãy ai chuyển rồi đó. Con cứ test mã xong con dục qua. Test mã xong dục qua nó gẫm con ghi sao. Đúng không? Bây giờ con test ra được lần chút con cũng test ra được.
10.500.000 là lá là la. Có tổng đang tăng đưa resize. Thôi chứ hả? Hai mày. 10.500.000. Và lấy 500 nè. Rồi nè em ơi nè. Sinh nhật về giót tay em về giót tay. Rồi quẩy bộ gì vậy? Nè. Thẹt. Thôi thôi thôi. Dạ, rồi tụi lấy nữa rồi giết mày. Rồi sao hả? Bộ quèn bộ gì nhà này không về ăn sinh nhật đi. Trời ơi, chỉnh đầy giống tôi. Ai vậy? 10.500.000. Ê, 5 triệu nè. Ôi, cái chị Hằng bà xã gì rút 5 tắc rưỡi nè mấy chị. À, rồi, chúc đơn dùm em. 5 triệu giá 1350. Chị cho dư là tới giờ bữa sau mấy đứa đó kia đầu thêm đó. Năm triệu tình yêu Nguyễn Thị Tươi. Đợi mấy bàn hả? Có ai? Tình yêu mẫu đợi ba bàn nữa nghe. Rồi ai đợi? Đợi chị ăn cái gì mẫu? Nó ra đợi ba bàn nước rồi trước đó cho mẹ uống á, bà mày chứ đứa ly trà đá. Rồi bông tay em chúc 5577. 2.800.000 người ta chuyển rồi. Cục vàng ơi nè, đẹp nè. Ủa sao xả đâu này uổng nhỉ? Đó là đẹp lắm, thị trường chưa có luôn. Mấy năm nay làm còn ít order mẫu mới nha mấy chị. Chứ 2 năm về trước là mẫu mới em về liên tục. Em đang chuẩn bị tái xuất giang hồ lại với mấy chị đó. 5.577.000. Nhiều. À nè nè kiểu nè. Trời ơi, tao chị giữ, nó đã thiếu tiền, nó bạn qua bạn rồi bực. Thì lâu lâu tao quên. À, tao quên. 5577 không chứ ơi, tình yêu nào đây? Chế Hà Quỳnh. Rồi tôi hết. Đây nè, ôi nó đẹp lắm sao, lắc chân. Gì? Lắc chân nha, đeo với cái giò tao nói sáng tinh tươi luôn mà em nè. Nhiều khi mấy chị mấy không, bây giờ cái tay không để ý chứ cái chân đẹp lắm. Mà cái này mấy chị muốn đeo, mấy đứa muốn đeo tay đeo nè em chỉ nè. Móc ở đây một cái, rồi đưa lên tua đen cái. Ví dụ đeo tay ở đây sẽ dư cái tòng ten tăng đưa cái gì chị móc lên trên được luôn. Trời ơi, tao lấy mất tiêu rồi, chốt lại đó. Duyên ơi, chị đọc rồi, tên chị đẹp rồi. Rồi chân 1399 nha em nè, 11.800.000. Dạ, em ở Long Xuyên An Giang chứ Hồng Phan ơi. Chị ghé Long Xuyên chứ ngay tượng đài Bắc Tôn xong chứ chị thấy một bạn gái xinh đẹp đang ngồi lai chiếm miệng ôm sùm trời đất. Chị quẹo vô là em đó. Nói chung không có tiệm vàng nào mà lớn tiếc như em chân. Chứ vừa vô chứ vừa mở cửa ra cái âm thanh nó gian dội lắm là em. Rồi chúc đơm em 11.899. Lắc chân không đụng hàng đụng hàng đền 10 tiền. Rồi 14.340 chị Loan ai bà không vô được em vô cho người khác nha. Rồi chồng em kiếp em rồi là rồi đó nha. Em phải chia tay với bà đó. Hello. À chồng đâu? Ở nhà hả? Rồi tôi về tôi ăn với chồng tôi đó. Rồi 14.340 nè, sale nhá 1.200.000. Ồ, cảm ơn chị nghe chuyển nè. Chuyển về hầu về. Làm như phim bà Thanh Thiên vậy đó. Đây 1434 nè coi. Rồi ta lấy mất tiêu rồi, một đống chị luôn đó bởi chị đó bà ông nghiệp bóng à. Chút bây giờ bà chữ không nội chỗ nào nó chốt được rồi mà không đẩy tin nhắn. Rồi bông này vừa bán chị yêu thương luôn, em sale cho 1.100.000. À, chị chuyển tôi là bà uy tín dữ lắm, chuyển liền. Có nhiều chị cũng rất là uy tín. Thì sao hỏi mà mấy chị đúng không? Có người dễ thương giống em nè, bữa nay nó mụn quá trời. Tự nhiên qua cái thời gian nó mụn rồi. Làm như là chỗ mã bây giờ mặt nổi cục. Không gà em đâu có nhớ đâu nói ai vụ gì mụn đâu ta. Có nói cái vụ mà không có đầu này kia đùi bự thì có, dù nó mụn đâu nói ai đâu trời. 10.530.000 là ai chốt cho con. Rồi bông tai chốt đơm em 9.700.000. Nè Kim Duyên phải không? Rồi ok bạn yêu đích đẩy nè, đẹp lắm. Em mà không lấy là chị đeo đó. Chị nói thiệt với em, nhìn mặt chị là em thấy chị có nói dốc không? Chị đeo đó. Rồi em mua đi đích đẩy nè. Nói chị mai lên nữa được không? Chồng đợi rồi. Gửi hình không đúng. À nó nghe nè, gửi hình không đúng sao chị chuyển lại gì hả? Em gái xứ dừa ơi, bà mua cái chăm cáo đúng không? Con vô coi em gái xứ dừa, bà chị nhớ chuyển đúng số tài khoản 2427 nha.
con quỷ nào mà nhắn là giả nghe. Duyên lấy rồi mấy chị ơi. Này em xem cái lắc Amaro này tiền công mắc lắm đó mấy chị. Chiều dài em đang đeo tới tất 80 tới 56, em xem cho 1,2 triệu quá Amaro. Lắc này em cắt được nói được luôn. Chốt dây sẵn mà hả? Vậy là sai à chị ơi. Sẵn em chốt người khác rồi, sẵn 13,2 chốt chị chốt cộng khác nha. Rồi đưa cái mặt trà nồi ra, lộn lúc đó không nói nè, đem đền cho cộng khác nè. Đợi tôi chút, tôi đền cho bà dây sẵn 9D đẹp lắm nè. Để bà lẹ lẹ nghe, để không kịp người ta dành lộn không lợi cái mất công bà quạo em đó. Chốt giùm em là 47 triệu. Cái lắc nhà em bán 1 triệu con 1,2 triệu gam, 47 triệu mà đang dài 9,7 triệu nó ai lấy rồi, quan đợi tôi chút xíu á. Cái này học Amaro chứ yêu Bích Trâm Nguyễn Thị ơi, chị đẹp Italy thôi chị mà đẹp như kim cương. 18 triệu 100 dây này, 18 triệu 100, 47 tình yêu thanh thí. Đợi hồi 1,2 triệu gam quá đã. Rồi em gái xứ dừa nè, con nói cô hả mẹ hơi ưu tiên nè, con chụp cho 18 triệu 100 cho cô coi. Rồi ơi, xả 5 triệu nè. Rồi em gái xứ dừa con chụp cho cô đi. Rồi cô lấy luôn rồi đó con, ok ok ok. Rồi 181. Thơm ngon bổ dưỡng hơi hơi bị thiên vị bạn cái đó. Rồi 47 sale cho 1,2 triệu. Tiên ơi không kịp rồi, tại ai lấy rồi. Rồi mấy chị, bye bye. Ngày mai 10 gửi gặp lại, ê 11 gửi gặp lại. Bye bye, love you. Chúc mấy chị ngủ ngon. Chưa thấy chị gửi hình. Chị ơi, thân thủy ta lấy rồi. 11 triệu mấy, 18 triệu mấy người ta lấy mất tiêu rồi. Đây cái chăm kẹo nè. Hết trơn rồi, gửi hình gì nữa. Phải nhanh mới được. Ê, có đôi này đẹp quá trời mấy chị. Màu đen. Màu đen, màu đen. Em chốt đơn với mấy chị luôn nhá. Hồi mai này chị vừa hỏi mấy chốt, hỏi không mà không comment số, ở bên kia comment lấy mất tiêu. Để mai em coi có cái nào không tiếp em đưa cho, chứ giờ không có rồi. Mà hỏi mà comment đại lại đi. Đôi giùm chị vừa ơi, vừa ơi, vừa ơi chị gái. Bye bye nha, chúc mấy chị ngủ ngon, ngày mai gặp lại 11 giờ ngày. Em gái xứ dừa 1399. 1399. Có mà không thấy rồi. Chị hỏi em gì á? Chị hỏi em gì? Nên kiếm mà bà hỏi tôi gì nè. Rồi cái tôi trả lời, tôi vừa dứt tiếng xong là thanh thí nhào vô rồi. À, bye bye. Chị hỏi em học Amaro Hải Vinh. Dạ, trả lời Amaro rồi cái thanh thí chút luôn. Bye bye, mai gặp lại.